Rồi em chào bà con ha, nay ngày 7 tháng 10 2024 ha Đó em lên số máy rẻ bèo luôn cho bà con coi có gì mua ủng hộ em ha đó, Mà em bán theo mã số thứ tự nha, mỗi cây máy có mã số thứ tự ha Ai mua mã số máy thì nói em em cây cái đó còn hay không em ship cho ha Rồi cây mã số là 660 ha, Galaxy Z2 Prime nữa ha à, Học online tốt, ha. Android nó 6 chấm nha, cây này thì riêng nguyên cây full chức năng luôn Xài được hai sim 4G luôn nha, cũng còn Sam luôn á đó, Android 6 chấm luôn em bán có 350 rồi nha 350 nha mã số là 660 rồi nha đó, máy móc ok riêng nguyên cây luôn full chức năng luôn pin thì tốt wifi đầy đủ ha tải sẵn ứng dụng cho con luôn ha đó, bên em bán thì có cọc nha ai mua thì cọc em cái cạc vì theo 50 hàng trăm vậy đó cộng 100 sẽ bao ship nha chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha nói em, em gửi số tài khoản qua tin nhắn ha rồi tiền cọc em sẽ trừ ra nha đó, 300 gửi thì cộng trăm còn 250 bao ship gửi tới chỗ cho con kiểm tra hàng ok thì nhận cho kiểm tra hàng đàng hoàng ha à, uy tín trăm phần trăm nha cọc qua là ship cọc qua là ship nha yên tâm ha, cứ cọc ha rồi mã số là 660 nè 350 nha rồi mã số là 661 ha cây này Galaxy Z500 nha hơi ám riêng nguyên cây full chức năng màn hình riêng nè men riêng hết máy luôn nha nó vỏ cũ qua năm tháng không nứt không bể không gì hết luôn ảnh rồi nó 6 chấm luôn ha đó em bán giá có 400 ha. 400k xài được hai sim 4g luôn nha mã số là 661 nha đó máy móc ok nữa ha đó, màn hình riêng cây này bền lắm màn hình nó rất là bền nha đó máy móc ok full chức năng ha tải sẵn ứng dụng cho con luôn rồi rồi cây này mà em bán 400 nha mở số là 661 nha rồi 662 nha. cây cây mi 4c nha cây này ram 3 bộ nhớ 32 android nó 7 chấm luôn đó, màu hồng ha cây này sạc một đuôi tc nha xài được hai sim 4g luôn có hồng ngoại luôn nha đó, cây này ram 3 bộ nhớ 32 luôn android nó 7 chấm luôn em bán có 500 500k ha. Mã số là 662 nha. Đó, máy móc ok full chức năng tải sẵn ứng dụng cho con luôn ha. Đó, ứng dụng em tải sẵn hết đồng bộ luôn. Có ứng dụng đầy đủ ha. Đó, ứng dụng em tải sẵn hết luôn. Đó, bà con chỉ cần về bỏ hai sim nghe gọi ok luôn ha. Đó, pin cũng tốt lắm. Có hồng ngoại luôn ha. Nó sạc USB luôn. Đó, em bán có 500 ha, mã số là 662 nhân 500k ha. Rồi 663 này, ha, cây Galaxy Z500 nha, học online tốt, Android 6 chấm full chức năng riêng nguyên cây luôn nha. Đó, màn hình riêng men riêng hết toàn bộ máy luôn. Đó, cây này xài được hai sim 4G luôn nha. Học online tốt Android 6 chấm luôn, em bán 500 nha, 500k ha, mã số là 663 nha. Đó, nhỏ gọn dễ bỏ túi ha, màn hình riêng nó bền lắm, chắc nịch nè đã lắm nha, màn hình riêng nó cứng khừ luôn ha, nó tải sẵn ứng dụng cho con luôn ha, wifi này kia đầy đủ, đó, sim bọng ok luôn ha. Đó 500k nha Mã số là 663 nha Rồi cây 664 nha Cây Redmi Note 3 nha Đó RAM 2 Bộ nhớ 16 Android nó 6 chấm nha Cây này có găng tay một chạm Có hồng ngoại Xài được 2 sim 4G nha Pin thì tốt lắm Đó Wi-Fi này kia đầy đủ ha. Chơi được game luôn nha Em Bán 500 ha 500k ha Mã số là 664 nha 500k có găng tay một chạm luôn Đó Máy mô ok luôn ha Em tải sẵn ứng dụng cho con luôn nè. À. Đó, ứng dụng em tải sẵn hết trơn. Pin thì tốt lắm. Đó, cực kỳ luôn ha màn hình không đứt không bể không gì hết luôn ha rồi 500k cái này em mã số là 664 nha nó găng tay một chạm đã không rồi cây Z7 um, uh, Prime nha hơi ám màn hình giỏ nó cũ qua năm tháng em bán rẻ cái này ha ram 3 bộ nhớ 32 Android nó 8 chấm nha xài được hai sim 4g luôn ha nó em bán giá 500 nha cây này 500k xài được hai sim 4g ram 3 bộ nhớ 32 luôn ha mã số là 665 nha vỏ cũ qua năm tháng nha nhưng mà được cái máy mạnh nha à, máy móc ok luôn tại sẵn ứng dụng cho con luôn ứng dụng tại sẵn pin thì tốt lắm wifi này kia đầy đủ ha Đó. máy móc ok riêng nguyên cây luôn ha em bán 500 ha mã số là 665 nha rồi cây 666 ha cây này cây Redmi Note 3 nha RAM 3 bộ nhớ 32 Android 5 chấm nha đó, cây này găng tay một chạm có hồng ngoại xài được hai sim 4G luôn. Đó, em bán có 550, 550 nhưng RAM bao nhớ 32 có 550 ha. Mã số là 666 nha. Có găng tay một chạm luôn. Đó, màn hình rin máy móc rin luôn ha. Màn hình rin hết máy luôn, máy móc ok luôn, tải sẵn ứng dụng cho con luôn. Đó, ứng dụng đầy đủ ha. Sim bọng wifi này kia đầy đủ ha. Pin cũng tốt lắm. Đó, mã số là 66 nha. Đó, 550 nha. Rồi mã số là 667 nha. À, cây sa cây cây sáp nha, R1 nha. Cây này có găng tay một chạm luôn ha. Nó xài được hai sim 4G luôn. RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm nha. Nó cây này RAM 3 bộ nhớ 32 luôn mà em bán 550, 550 nha. Đó, mã số là 667 nha. Cây này xài được hai sim 4G mạnh lắm. Máy móc ok riêng nguyên cây luôn. Đó, tại sẵn ứng dụng luôn nè, ứng dụng tại sẵn pin thì tốt lắm. Pin đã lắm để không chưa không tụt pin luôn. Rồi cây này 550 nha Mã số là 667 nha Rồi cây 668 ha Cây Redmi C1 ha à, Cây Realme C1 ha Cây này RAM 2 bộ nhớ 16 Android nó 9 chấm nha Cây camera kép nè Đó máy móc ok xài được 2 sim 4G luôn Em bán 550 nha 550 cây này ha Pin trâu lắm ha Mã số là 668 ha Cây này thì màn hình không nứt không bể không gì hết Full chức năng ha Đó à, tại sẵn ứng dụng quá Thì ứng dụng vô con luôn Ứng dụng đầy đủ ha nó có ứng dụng không quảng cáo luôn cực kỳ đã luôn đó máy móc ok full ha nó màn hình này không nứt không bể không gì hết luôn ha rồi cây này em bán có năm trăm gửi mã số là 668 nha xài được hai sim 4 g luôn nha rồi cây 669 sáu cây cây galaxy note 4 nha ram 3 bộ nhớ 32 android nó 6 chấm nha màu trắng ha cây này thì màn hình super AMOLED luôn vỏ bằng nhôm có hồng ngoại luôn xài được sim 4 g luôn nha đó em bán giá có 550 mã số là 669 nha đó, xài sim của Viettel bình thường ha em bỏ sim em test ok hết toàn bộ đó, máy móc ok full chức năng luôn tại sẵn con cá loại màn hình super mullet luôn nha đó, vỏ thì chốc có thể qua năm tháng thôi nhưng mà xài rất là bền ha cây này em bán có 550 của thằng Sam luôn nha mã số là 669 nha rồi cây 670 Cây này cây Galaxy Z700 nha, học online tốt luôn, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm nha. Cây này cũng riêng nguyên cây full chức năng luôn, pin rời luôn ha, xài được hai sim 4G luôn nha. Em bán có 550, màu đen nha, 550 ha. Mã số là 670 nha, cái màn hình riêng mới chắc nịch, đã lắm nha. Cây này ha, vỏ nó tróc hết nữa ha, hư ha. Mà màn hình nó vẫn bình thường, màn hình không hề hớn gì hết. Nó rất là bền nha, rất bập 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 bình thường á. cây này màn hình rất là bền nha hàng Z5, Z7 rồi ha. Rất là bền màn hình ha. Đó, mã số là 5 mã số là 670 nha, 550 ha. Xài được hai SIM 4G luôn á. Bên em bán thì có cọc nhưng ai mua thì cọc em cái card Viettel á 50% với cọc 100 bao ship nha. Chuyển khoản ngân hàng thì nói em gửi mã số ngân hàng ha. Còn ai không biết chuyển khoản thì chạy ra tập quá mua cái card Viettel 100 hay 50 gì đó cào ra xong rồi điện lại cho em ha. đọc mã của cạc đọc địa chỉ đọc tên em ghi lại xong em ship ha tiền cọc em sẽ trừ ra nha đó, tiền cọc em sẽ trừ ra và bao cộng trăm bao ship cho con luôn ha ship tới chỗ cho kiểm tra hàng luôn nha bên em uy tín lắm cứ cọc qua là em ship cọc qua là em ship đừng có sợ nha đó cứ cọc rồi là em ship thiệt thực sự ha mã số là 670 nha đó, rưỡi em chỉ sợ bà con không mua bơm hàng em thôi chứ có khi người ta cọc hết tiền luôn hết tiền luôn em vẫn ship bình thường ha không đồng luôn ha <laughs> Rồi mã số là 671 ha, cây Galaxy 7 J700 uh, nha. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm nha, xài được 2 SIM 4G luôn nha. Đó, cây này cũng riêng nguyên cây full chức năng luôn. Đó, em bán 550 nha, 550 thôi. Mã số là 671 màu vàng nha. Đó, màn hình riêng men riêng riêng hết luôn, màn hình rất là bền, chắc nịch. Đó, tại sẵn ứng dụng cho con luôn ha, pin thì tốt lắm, xài được 2 SIM 4G luôn. Cái màn hình riêng này nè, mắc hơn cái tiền em bán luôn. Mã số là 671 nha, 550 nha. Rồi cây 672 ha, cây Galaxy Note 4 ha, màu hồng ha. Đó, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 6 chấm nha. Cây này có đo nhập tim nè, có hồng ngoại nha, xài được sim 4G luôn ha. Đó, em bán có 600 mà, màn hình Super AMOLED luôn. Đó, màn hình không nứt, không bể, không gì hết. Đẹp kênh xe trong suốt. Đã lắm nha, cây này cũng bền cực kỳ luôn, pin thì tốt lắm ha. wifi này kia đầy đủ, Đó, tải sẵn dụng cho con luôn. Đó, em bán có 600k, chưa đủ tiền màn hình Super AMOLED nữa. Có cây viết luôn nha. Đó, à, mã số là 672 nha, có 600k thôi nha. Rồi cái 673 ha, Galaxy Note 4 luôn nha. Găng tay một chạm ha, màu đen ha, có hồng ngoại nhưng xài được sim 4G luôn ha. RAM 3, bộ nhớ 32 nha, Android nó 6 chấm, màn hình là Super AMOLED có cái viết luôn nha, em bán có 600k thôi. Mã số là 673 nha, 673 ha. Đó, à, máy móc ok full chức năng luôn, tải sẵn con cá lội luôn. Đó, pin thì tốt lắm, xài sẵn sẵn luôn à, máy móc ok luôn tải sẵn con cá loại luôn ha tải sẵn ứng dụng hết luôn ha đó, máy móc ok sườn thì chóc qua 5 tháng thôi màn hình rất là bền ha đó, cây này có khi viết luôn nha em bán có 600 trăm nha mà số là 673 nha rồi cái 674 674 nha Cây Galaxy Z7 Prime nha Màu đen ha RAM 3 Bộ nhớ 32 Android nó 7 chấm luôn ha Đó Cây này em năng nỉ người người ta ha Bớt cho em được rồi nên em hạ giá xuống bán cho bà con ha Em bán có 600 rồi nha đó, Xài được hai SIM 4G luôn ha đó, Những người mối của em đó Đồng ý bớt cho em Em bớt cho bà con nha Thường thường cây này em bán tới 600 gửi 700 vậy đó Nhưng nay em bớt cho bà con ha Còn có 600 ha đó, Tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha Máy móc ok full chức năng ha đó, 600k ha Mã số là 674-3-32 nhân Xài được hai SIM 4G của thằng Sam luôn đó nha Mã số là 674 nha rồi cây 675 ha, cây Galaxy Z7 Prime nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn ha. Đó, mã số là 675 nha. Đó, em bán có 600 luôn ha, xài được hai sim 4G màu vàng nha. Đó, máy móc ok, full chức năng luôn, tải sẵn ứng dụng cho con luôn. Đó, ứng dụng em tải sẵn hết trơn luôn ha. À, cực kỳ đã luôn ha, full chức năng luôn, không lỗi gì hết nha. Xài được hai sim 4G luôn của thằng luôn ha. 600k thôi, mã số là 675 nha. Rồi cây 676 ha, cây Galaxy A10 màu đỏ ha, RAM 2 bộ nhớ 32, Android nó 10 chấm nha. Đó, cây này em tưởng camera kép mà không phải có một cái cam ha. Đó, em bán 650 pin thì trâu lắm nha, xài được hai sim 4G luôn nha. Đó, cây này A10 ha. Đó, 650 nha, mã số là 676 nha. Đó, 676 nha. Đó, màn hình này giọt nước luôn nha, ở trên này giọt nước ha. Đó, tải sẵn ứng dụng cho con luôn, ứng dụng em tải sẵn hết trơn luôn ha. Đó, máy móc ok luôn ha nó tải sẵn dụng không quảng cáo luôn à Đó, cực kỳ luôn ha pin thì tốt lắm rồi cây này em bán giá là 650 rưỡi nha mã số là 676 nha em lắc qua lắc lại chủ yếu cho bà con coi cho kỹ ha rồi 677 nha nó 677 nha cây Apple A3 F3 nha Apple F3 nó hơi ám nha đường cái màn hình riêng ha RAM 4 bộ nhớ 64 Android nó 4 chấm luôn RAM 464 luôn nha mà em bán có 700 nó xài được hai sim 4g luôn nha của thằng bồ luôn đó, máy móc ok full chức năng luôn ha đó em bán có 700 mã số là 677 nha ram 464 luôn nha đó, máy móc ok luôn ha đó, tải sẵn ứng dụng cho con luôn ứng dụng tải sẵn hết toàn bộ ha đó, cực kỳ đã luôn ha pin thì tốt lắm hai sim luôn ha mã số là 677 nha 700k cái này ha rồi cây 678 nha Cây này cây uh, bồ Apple uh, bồ A5, A5S nha Cây này A5S RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm nha Cây này camera kép nè, găng tay một chạm ha Găng tay đẹp quá trời luôn Màu đỏ nha, xài được 2 sim 4G luôn ha Đó, Máy này, màn hình này giọt nước luôn Đó, Tại sao ứng dụng cho con luôn ha Full chức năng nha, có ứng dụng không quảng cáo luôn Đó, Cực kỳ mượt luôn ha Tại RAM 4, bộ nhớ 64 mà đó, cây này RAM 4, RAM 3 bộ nhớ 32 chứ. Android 8 chấm ha, rất là mạnh nha. Đó, em bán 700 nha, mã số là 678 nha, xài được 2 SIM 4G, pin cũng trâu lắm ha. Rồi mã số là 679 nha, 679 là cây Redmi Note 5 nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm nha, camera kép, găng tay một chạm có hồng ngoại, xài được 2 SIM 4G luôn. Pin thì tốt lắm, mạnh lắm, chơi được game luôn ha. Em bán cây này có 700, vỏ nó hơi cũ ha, em bán 700 nha. Mã số là 679 nha đó, máy móc ok luôn ha đó máy móc ok luôn tải sẵn ứng dụng cho con luôn ha ứng dụng em tải sẵn hết trơn luôn ứng dụng không quảng cáo luôn đó, chơi được game luôn máy mạnh lắm nha đó, cực kỳ luôn đó rồi cây này em bán 700 nha mã số là 679 nha xài được 2 sim 4G luôn ha rồi cây 680 ha cây 680 là Galaxy Z600 nha đó RAM 3 bộ nhớ 32 Android nó 8 chấm nha Cây này có găng tay một chạm luôn, không pin thì trâu lắm Xài được hai sim 4G Máy này full chức năng luôn, không lỗi gì hết nha Đó, Android 8 chấm luôn Cây này em bán 700, mã số là 680 nha Đó, 680 nha Đó, Máy móc ok, full chức năng Tại sẵn ứng dụng không quảng cáo luôn, cực kỳ đã luôn ha Đó, em tải sẵn hết trơn rồi Máy cũng tương đối là mạnh ha Không lỗi gì hết nha Máy móc ok full ha rồi cây này em bán 700 nhân mã số là 680 nha Bên em bán thì có cọc nha, Ai mua thì cọc qua cái cạc việc theo á 50 hay trăm hay là chuyển khoản em ha à, Em chốt hàng em ship cho ha Tiền cọc em sẽ trừ ra ha Bao ship cho con khi cọc 100 ha Mã số là ta 680 nha, 700k ha Rồi mã số là 681 ha Cây Galaxy A600 nha đó, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm luôn nha Cây này xài được 2 SIM 4G, có găng tay một chạm luôn ha đó, em bán cũng có 700 mã số là 681 nha, 700k ha nó máy móc ok full chức năng luôn tải sẵn ứng dụng cho con luôn ha đó em tải sẵn ứng dụng hết trơn rồi ứng dụng không quảng cáo luôn đó, máy móc ok luôn rất cũng nhanh lắm nha đó em lướt rồi rất là nhanh ha rồi cây này em bán giá 700 nhưng mã số là 681 nha, 700k ha rồi cái 682 ha, cây Redmi Note 5 nè, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm, chuyên về tất cả các loại game ha. Đó, chơi game đã lắm. Gần, cây này có găng tay một chạm, camera kép có hồng ngoại nha, xài được hai sim 4G luôn nha. Đó, pin thì tốt lắm, Wi-Fi này kia đầy đủ ha. Cây này em bán 750 nha, mã số là 682 nha, 750 nha. <laughs> Rồi em tải sẵn ứng dụng cho con ha Ứng dụng đầy đủ ha Máy móc ok full chức năng ha Đó, Cực kỳ nhanh luôn nha Tới tất cả loại game luôn nha Rồi cây này em bán giá 750 nha Mã số là 682 nha à, Xài được 2 sim 4G luôn nha Rồi cái 683 ha Cây này Galaxy A5 2017 nha Hàng hiếm nha RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm Cây này thì uh, xài được 2 sim ha Đó, vỏ nó nắp này bằng kính nha đó, màn hình Super AMOLED full chức năng luôn, ghi nguyên cây luôn. Màn hình Super AMOLED luôn á. Màn hình trắng nõn luôn, không lỗi gì luôn. Máy móc ok luôn ha. Nó cực kỳ đã luôn ha. Pin thì tốt lắm. Đó, sạc đuôi taxi luôn á. Sạc đuôi taxi xài được hai sim luôn nha. Đó, em bán 800 nha. Cây này 800 chưa đủ tiền của màn hình nữa. Rồi mã số là 683 nha. Đó, máy móc mà sim chọc đây với cho đến đầu ha. Đó, màn hình có led luôn ha. Displays nè, à. hiện tại giờ luôn ha. Găng tay trên nút home ha. Đó, cây này em bán 800 nhưng mã số là 683 nha. Rồi cây 684 ha, cây này Mi uh, Mi A2 A1 nha, Mi A1 camera kép nè, găng tay một chạm ha. Đó, có hồng ngoại luôn, xài được hai sim 4G luôn, sạc bằng đuôi tai Si. Cây này không lỗi gì hết, full chức năng luôn ha. Đó, em bán giá 800 nha, Android 9 chấm luôn, RAM 3 cũng nhớ 32 luôn, 800k ha. Mã số là 684 nha. Đó, máy nó ok full chức năng luôn ha. Em tải sẵn con cá lội lội luôn, màn hình đã luôn ha, tải sẵn ứng dụng luôn. Rất là đã ha. Cây này mạnh lắm nha, chơi tất cả loại game luôn nha. Đó, 684 nha, 800k ha. Rồi cây 685 ha, cây này cây Vmax 3 ha. Đó, 4, 3 camera luôn ha, RAM 4, bộ nhớ 64 Android nó 10 chấm ha. Cây này pin trâu lắm, găng tay một chạm, pin thì cực kỳ trâu luôn ha. Đó, em bán giá có 800, 800k nha. Đó em mua rẻ bán rẻ với cây này bán triệu 2 bình thường ha Đó tải sẵn ứng dụng cho con ứng dụng không quảng cáo luôn Màn hình không nứt không bể không gì hết luôn Màn hình này riêng luôn máy móc ok full chức năng luôn ha Em bán 800 nha Mã số là 685 nha 800k xài được 2 SIM 4G luôn nha Rồi mã số là 686 ha Cây này Galaxy Z800 nha Cây này RAM 3 bộ nhớ 32 Android nó 10 chấm nha đó, cây này có găng tay một chạm camera kép này, xài được hai sim 4G luôn ha. Đó, full chức năng riêng nguyên cây luôn. Đó, máy móc ok luôn ha, màn hình riêng men riêng riêng hết luôn. Wi-Fi này kia đầy đủ ha. Đó, máy móc ok luôn cũng bự ha. Đó, cực kỳ luôn ha. Em bán giá 900 nha, cây này 900k ha, mã số là 686 nha, 900k ha. Xài được hai sim 4G luôn, của thằng Sam luôn nha. Rồi cây mã số là 687 ha, cây Mi 8 Lite nha nó ram 464 luôn anh rồi nó 9 chấm luôn cái gì găng tay một chạm camera kép nữa ha đó, xài được hai sim 4g luôn ha đó, cây này em bán giá 1 triệu 2 nha đó, mã số là 687 nha sạc đôi đuôi taxi xài được 2 sim 4g luôn full chức năng không lỗi gì hết nha đó, màn hình là máy móc ok full luôn tải sẵn ứng dụng cho con luôn ha đó, màn hình đẹp luôn cực kỳ luôn tải sẵn ứng dụng luôn nè đó, máy móc ok luôn ha rồi cây này em bán giá 1 triệu 2 Mã số là 687 nha. Rồi cây 688 ha. Cây này Galaxy A9 2018 nha. 1, 2, 3, 4. 4 con mắt luôn ha. Đó. Găng tay một chạm luôn. Sạc 1 đuôi tay si. Xài được 2 sim 4G luôn ha. Đó. Cực kỳ đẹp luôn. Cây màn hình Super AMOLED luôn. RAM 6 vừa nhớ 128. RAM 6 nha. Một, nhớ 128. Android 10 chấm ha. Đó, cây này em bán giá 1 triệu 6 chưa đủ tiền màn hình đó găng tay một chạm luôn ha hàng này hàng cao cấp ha. máy móc ok full chức năng tại sẵn ứng dụng luôn cây này riêng nguyên cây luôn xài được 2 sim 4g luôn nha đó, máy móc ok luôn ha tại sẵn ứng dụng luôn đó màn hình đẹp kênh sáng nổng như Ngọc Trinh luôn máy móc ok luôn ha quá trời màn hình đẹp luôn nha cây này full chức năng không lỗi gì hết nha màn hình ít không có chạy luôn á rồi cây này em bán giá 1 triệu 6 nha mã số là 688 nha cây này xịn sò ha rồi cây này mã số là 689 ha, cây này cây Vmax Acti3 nha. Đó, cây này xịn sò lắm, pin thì trâu lắm, sạc đu tới xài được 2 sim 4G luôn. Găng tay một chạm, 3 camera luôn ha. Cây này RAM 6, à. bộ nhớ 64, à. Android nó 10. chấm chiên về tất cả các loại game ha. Cây này đặc biệt là camera trước nó thuộc lò nha. Đó, camera trước nó thuộc lò, chạy lên, chạy xuống đẹp lắm ha. Cây này gắn Face ID nhận diện khuôn mặt á, mỗi lần bấm màn hình lên cái nó chạy camera lên nhận diện khuôn mặt đẹp lắm ha. Đó, pin thì tốt lắm, pin thì trâu lắm. Cây này em bán giá 1 triệu 6 nha. Mã số là 689 nha. 689 nha. <laughs> Rồi mã số là 637 nha. Cây Redmi C1 nha. À, cây, cây Realme C1. Cây này uh, camera kép nè. Gam 2 bộ nhóm 16 Android nó 9 chấm. Cây này xài được 2 sim 4G. Pin thì trâu lắm. cây này em bán giá 550. 550 xài được 2 sim 4G luôn ha mã số là 637 nha đó, pin thì tốt lắm máy móc ok ha nó màn hình tay thỏ luôn đó, tải sẵn ứng dụng luôn ứng dụng em tải sẵn hết toàn bộ ha có ứng dụng không quảng cáo luôn máy móc ok full chức năng ha đó. rồi cây này mã số là 637 nhân 550 nha 550 ha Rồi mã số là 639 ha. Cây này cây Vivo Y55A nha. Cây này em sổ luôn á. RAM 4 bộ nhớ 64 Android 6 chấm. Cây này xài được 2 SIM 4G ha. Đó. Pin thì tốt lắm. Máy móc ok. riêng nguyên cây luôn. Đó. Cây này RAM 4 bộ nhớ 64 luôn. Em bán giá rẻ bèo luôn. 600k luôn. Em sổ cái này nha. Ai mua được mua nha. Đó. Mã số là 639 nha. 600k ha. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn màn hình rin men rin hết máy luôn pin thì tốt lắm wifi đầy đủ xài được hai sim 4 g luôn nha đó, cây này em bán 600 nha. Mã số là 639 nha. Rồi mã số là 640 nha. Đó, 640 ha, cây này cây Max Start 4 nha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 11 chấm ha. Cây này á tay một chạm camera kép, sạc một đuôi taxi, xài được hai SIM 4G ha. Màn hình rin men rin hết toàn bộ máy luôn, máy móc ok full luôn ha. À, em tải sẵn dụng không quảng cáo luôn pin thì tốt lắm nó máy móc ok luôn ha rồi cây này em bán giá là 600 nha 600k ha mà số là 640 nha 600k ha bên em bán thì có cọc nha ai mua thì cọc em cái cạc vì theo 50 000 trăm nha cộng trăm bao ship nha chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha ai không có tài khoản thì chạy ra tập quá mua cái cạc vì theo sau đó về cào ra xong rồi đọc mã cho em ha. đọc địa chỉ đọc tên em ghi là em ship cho ha tiền cọc em sẽ trừ ra chứ không có cộng vô đâu bà con ha cọc thì trừ ra ha ví à, dụ như 600 cộng 100 thì còn lại 500 bao ship cho con gửi tới chỗ có thu hộ có 500 thôi cho kiểm tra hàng thử hàng test hàng ok thì nhận nha mã số là 640 nha sáu à, 600k nha bên em uy tín lắm cọc qua là ship cọc qua là ship em sợ bà con không mua ho không, 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 bơm hàng thôi chứ còn đừng có sợ em không ship nha à, thì khách hàng có thể là ship cọc hết số tiền em vẫn ship cho bà con bình thường ha à, cọc qua là ship ha uy tín <laughs> Rồi mã số là 642 ha, cây Galaxy Z600 nha. Đó RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm nha. Đó cây này em bán 650.000 nha, Z600 luôn ha, 650 thôi. Cây này của thằng Sam luôn nó xài được 2 SIM 4G luôn full chức năng găng tay một trạm luôn ha. Đó 650 mã số là 642 nha. Đó em tải sẵn ứng dụng vô con luôn nè, ứng dụng em tải sẵn nè. Đó Wi-Fi này kia đầy đủ, pin thì tốt lắm. Nó à, xài được 2 SIM 4G luôn nha. Rồi cây này em bán 650 nhưng mã số là 642 nha. Rồi cây 643 ha, cây này cây Galaxy A600 nha. Đó, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 10 chấm luôn. Găng tay một chạm nữa ha, của thằng Sam luôn, xài được hai SIM 4G luôn ha. Đó, em bán 650 luôn, mã số là 643 nha, có 650 rồi. Cây A600 luôn ha. Cây này thì full chức năng luôn, máy móc ok, full hết toàn bộ ha, tải sẵn ứng dụng cho con luôn, wifi này kia đầy đủ ha em tải sẵn ứng dụng cho con luôn, có ứng dụng không quảng cáo luôn ha. Đó, có 650.000 sở hữu được cây này bỏ được hai sim 4G luôn nha. Đó, mã số là 643 nha, 643 ha. Rồi cây 644 nha, Galaxy z 7 Prime nha, màu đen ha. Đó, màu xanh xanh đen đen, 2 RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm nha. Đó, cây này xài được hai sim 4G luôn, em bán giá có 650.000 luôn. Mã số là 644 nha. Đó, ai mua thì cọc qua liền em ship cho ha chốt lên. đó tải sẵn ứng dụng cho con luôn ha pin người tốt lắm wifi này kia đầy đủ ha nó tải sẵn ứng dụng không quảng cáo luôn nha đó, máy móc ok màn hình full chức năng ha rồi cây này em bán sáu trăm nha mã số là sáu bốn bốn nha sáu trăm nha rồi mã số là sáu bốn mươi sáu bốn mươi galaxy z7 premium luôn ha màu vàng ha ram ba bộ nhớ ba mươi hai android nó bảy chấm nha cây này xài được hai sim 4g một thẻ nhớ chọc ở đây ha đó máy móc ok full chức năng luôn em bán sáu trăm gửi luôn mã số là sáu bốn năm nha sáu bốn năm ha sáu trăm gửi nha đó g bảy prime luôn máy móc ok luôn ha đó, tải sẵn ứng dụng không quảng cáo luôn máy móc ok full chức năng tải sẵn ứng dụng hết luôn ha toàn bộ máy của em là em sẽ test sim sẽ bọng wifi này kia đầy đủ và reset máy rồi tải thêm ứng dụng của cần thiết cho bà con luôn ha đó, nên máy yên tâm mà xài ha tải sẵn hết đó, em test xong rồi em còn quay clip cho bà con coi vậy ha máy mua cọc qua là em gửi đúng cái máy em nói ha đúng mã số nha đó, mã số là 645 nha 650 ha xài được 2 sim 4G nha rồi mã số là 646 ha cái Galaxy Z7 và riêng nha RAM 3 bộ nhớ 32 Android nó 7 chấm nha đó màu đen luôn đó xài được 2 sim 4G luôn sọt chim ở đây ha full chức năng ha em bán 650 luôn mã số là 646 nha 650 nha. À, máy móc ok full chức năng này, ha. Đó, à, tải sẵn ứng dụng cho con luôn ha. Cực kỳ đã luôn đó, ứng dụng sẵn luôn, có cái ứng dụng không quảng cáo luôn, pin thì tốt lắm, wifi này kia đầy đủ ha. À, bỏ túi nghe gọi tốt lắm, hai sim 4G luôn, có 650 rưỡi RAM 3 cũng nhớ 32 luôn. Mã số là 646 nha. Rồi 647 nè, cây này em sổ cho con ha. Cây VMAX Start 4 nha. Đó, camera kép nè găng tay một chạm ram 3 bộ nhớ 32 android nó 11 chấm nha cây này sạc đuôi tay si xài được hai sim 4g màu xanh lá, lá, cây đẹp quá trời luôn còn cũng còn mới quá trời ha đó cũng còn mới quá trời luôn rồi cây này em sổ vô con luôn ha cây này em bán giá có tải ứng dụng pin tốt lắm em bán 700 nha. 700k ha. xài được hai sim 4g mã số là 647 nha rồi mã số là 648 ha. cây này cây Apple F9 nha nó camera kép nè, tay một chạm, pin thì tốt lắm, xài được hai sim 4G luôn ha. Đó, màn hình không nứt, không bể, không gì hết, máy móc ok full chức năng ha. Đó, wifi này kia đầy đủ luôn, pin thì tốt lắm. Rồi xài được hai sim 4G, tải sẵn ứng dụng không quảng cáo luôn cho bà con luôn. Đó. Em giờ đang mới tìm hiểu ra được cái ứng dụng không quảng cáo cho bà con ha. Rồi cây này em bán 800 nha, bốn trăm bốn luôn, em bán có 800 nha. Mà số là 648 nha, 648 xài được 2 sim 4G ha. Rồi cái 649 ha. Đó, cây này cây Galaxy Z800 nha. Đó, cây mà kép nè, găng tay một chạm pin thì tốt lắm ha. Đó, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm. Cây này á, xài được hai sim 4G một thẻ nhớ ha, cũng bằng Sam luôn á. Em bán giá có 800 ha, 800k ha, mã số là 649 ha, 649. Đó, cây này full chức năng luôn, tài sản ứng dụng cho con luôn, đó. ứng dụng không quảng cáo luôn. Đó, máy móc ok, pin thì tốt lắm nha máy mạnh lắm rồi máy móc ok luôn ha à. rồi cây này em bán 800 nhân mã số là 649 nha 800k ha rồi cây 650 ha cây này Vmax Joy 3 nha cây này pin tốt lắm sạc đuôi tay xài được 2 sim 4g 3 camera luôn à găng tay một chạm luôn ha đó, cây này mà pin này tốt lắm gam 3 bộ nhớ 32 Android nó 10 chấm ha cây này em bán 800 nhân xài được 2 sim 4g ha À máy móc ok full chức năng luôn. Tại à, tải sẵn dụng cho bà con luôn ha. Có có ứng dụng không quảng cáo luôn. À, cực kỳ luôn, tải sẵn dụng luôn. Máy móc ok luôn ha, màn hình đẹp luôn. Rồi cây này em bán giá là 800 nha, mã số là 650 nha, 650 800k ha. <laughs> Rồi cây 653 nữa ha. Cây này cây Galaxy A8 2018 nhân hàng hiếm nha. Cây này RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm nha. Đó, cây này sạc một đuôi tai xi xài được hai sim 4g nha màn hình này super AMOLED luôn nha cái màn hình này không là một triệu mấy 2 triệu mà giờ em bán chưa đủ tiền cái màn hình chưa đủ tiền màn hình nó máy móc ok full chức năng ha đó, màn hình riêng luôn máy móc riêng nguyên cây luôn nha đó cây này không biết có sạc không dây không mà em chưa có test nhưng mà lưng nó bằng bằng kính ha. chắc em có có sạc không dây á à, cây này bán giá một triệu nha Mã số là 652 nha 652 nha ở cây này xài được hai sim luôn á máy móc ok full chức năng luôn ha đã lắm rồi giá 1 triệu nha mã số là 653 nha rồi cái 654 ha cây này cây mi 8 like nha đó, ram 4 bộ nhớ 128 anh Android nó chín chấm Cây găng tay một chạm camera kép nha đó, máy móc sạc đuổi taxi xài được hai sim 4g ha đó à, màn hình không nứt không bể không gì hết luôn, máy móc ok full chức năng ha. Đó Wi-Fi này kia đầy đủ luôn, đã lắm nha. Rồi cây này em bán giá 1 triệu nha, mã số là 654 nhân giá 1 triệu, nha. RAM 4 bộ nhớ 128 nhân xài được 2 sim 4G luôn nha. Rồi em sổ cái này ha, cây Galaxy A50 nha. Galaxy A50 luôn ha, camera 3 camera luôn nha. Đó à uh, RAM 4 nha, bộ nhớ 64, Android nó 10 chấm ha, 11 chấm luôn ha. Đó, cây này em bán giá 1 triệu nha, mã số là 655 nha, sạc đuôi tới C xài được 2 SIM 4G nha. Đó, máy móc ok, full chức năng luôn, tải sẵn ứng dụng cho con luôn ha. Đó, ứng dụng em tải sẵn, máy móc ok luôn ha. Wifi này kia đầy đủ ha, có tải ứng dụng không quảng cáo luôn nè. <laughs> sạc đuôi tới si luôn ha. Rồi cây này em bán giá 1 triệu nha, mã số là 655 nha. Galaxy A50 nha. Rồi Galaxy A30 nha Cây này RAM 4, bộ nhớ 64 nha Android nó 11 chấm nha Đó. Cây này camera kép nè Găng tay một chạm ha Cây này xài được 2 sim 4G luôn Sạc một đuôi TC luôn ha Cây này em bán giá 1 triệu 1 nha Mã số là 656 nha Giá 1 triệu 1 ha Đó, Màn hình này gọi là giọt nước ha Đó, Tại sẵn ứng dụng cho con luôn Ứng dụng tại sẵn hết Có ứng dụng không quảng cáo luôn Đó, Máy móc ok full chức năng ha Đó, Wi-Fi này kia đầy đủ ha Pin thì tốt lắm rồi cây này em bán giá 1 triệu mốt nha Mở số là 656 nha Rồi cây 657 ha Cây này cây Mi 8 Lite nha RAM 4 bộ nhớ 64 nha Đó Android nó là là, là 10 chấm ha Cây này em bán giá 1 triệu mốt nha Đó găng tay một chạm camera kép ha Đó cây này có sạc một đuôi taxi Xài được 2 sim 4G luôn ha Đó giá 1 triệu mốt nha Mở số là 657 nha đó, máy móc ok full chức năng ha tại sẵn ứng dụng cho con luôn ứng dụng em tại sẵn hết máy móc ok pin thì tốt lắm nha đó, wifi này kia đầy đủ ha cực kỳ đã luôn máy móc ok luôn ha đó cây này chuyên về chơi game luôn nha mã số là 657 nha giá 1 triệu mốt 1, nha rồi cái 658 ha cây này v max live 4 nha đó, cây này ram 6 bộ nhớ 64 nha android 11 chấm cây này ram 6 nha pin thì trâu lắm nặng kịch ha sạc đuôi tai xì xài được hai sim 4 g luôn ha bốn camera luôn găng tay một chạm luôn ha đó vỏ thì nó hơi cũ qua năm tháng nha nó hơi chày vỏ sườn ha màn hình thì không nứt không bể không gì hết luôn nha nó màn hình này đục lỗ luôn rồi cây này đục lỗ màn hình luôn ha đục lỗ camera luôn đó tại sẵn dụng cho con luôn có ứng dụng không quảng cáo luôn máy móc ok full chức năng luôn ha đó pin thì tốt lắm pin thì trâu lắm chơi tất cả loại game luôn mã số là 658 nha Đó, giá 1 triệu mốt nha pin trâu lắm rồi mã số là 608 ha Galaxy Z7 2016 nha RAM 2 bộ nhớ 16 Android nó 6 chấm luôn ha cây này em bán có 550 rồi. xài được 2 sim 4G luôn nha đó pin thì rời luôn pin thì trâu lắm cây này cũng riêng nguyên cây full chức năng luôn ha mã số là 608 nha à, Wi-Fi này kia máy móc ok full luôn ha Ờ à, em tải sẵn ứng dụng cho bạn luôn. Đó à, máy móc ok luôn ha. Rồi cây này em bán bảy nắp bán rưỡi nha, rưỡi mã số là 608 nha, xài được hai sim 4G luôn nha. Rồi cái 609 ha. Cây này cây uh, Redmi uh, C1 ha. Cây này RAM 2 bộ nhớ 16 Android nó 9 chấm. Cây này cũng đẹp ha, camera kép nè, pin thì trâu lắm nha. Đó RAM 2 bộ nhớ 16 luôn. Cây này em bán rưỡi xài được hai sim 4G luôn 550 nha. Đó, tải sẵn ứng dụng cho con luôn, ứng dụng em tải sẵn hết. À, máy móc ok, full chức năng không lỗi gì hết, wifi này kia đầy đủ ha. Rồi mã số là 5 à, 609 nha, 550 ha. Rồi cây 610 cây này cây Mi 4C, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm ha cây này có sạc bằng đuôi tay ha. xài được hai sim 4 g luôn nhỏ gọn ha. có hồng ngoại luôn nha nó ram 3 vừa nhớ 32 luôn em bán có 600 k ha. nhỏ gọn dễ bỏ túi mà đựng cái nó mạnh nha mã số là 610 nha đó, máy móc ok luôn ha. em tải sẵn ứng dụng cho con luôn ứng ừ, dụng em tải sẵn hết luôn nè ứng dụng tải sẵn luôn ha máy móc ok luôn ha pin thì tốt lắm đó, màn hình máy móc ok luôn ha rồi 610 nha xài được hai sim 4 g luôn 600 k nha rồi mã số là 611 ha, 611 bằng Oppo F3 RAM 4, bộ nhớ 64 nha, Android rồi nó 6 chấm nha. Nó RAM 464 luôn. Đó cây này cũ Em thấy nó nó cũng cũ cũ quá nên em mua rẻ em bán rẻ ha. Em bán có 600 mà nha. Đó RAM 464 em bán có 600 mà. Mã số là 611 nha. Cây này xài được 2 SIM 4G luôn. Đó vỏ thì nó cũ thôi chứ màn hình thì không ảnh hưởng gì mấy nha. màn hình full chức năng không lỗi gì hết luôn. Đó, máy móc ok luôn ha. Đó, camera kép luôn ở trên luôn ha. Đó, pin tốt, găng tay trên nút hôm luôn nha, cảm ứng luôn. Đó, máy móc ok luôn, em bán 600 nha, mã số là 611 nha, xài được 2 sim 4G luôn nha. Rồi cái 612 ha, cây này cây Galaxy Z7 Prime nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm, xài được 2 sim 4G một thể nhớ luôn ha. Đó, full chức năng luôn, không lỗi gì hết luôn đó, em bán có 600 rồi nha Đấy, cây này màu đen ha đó, à, em bán có 600 mã số là 612 nha 600k ha đó, máy móc ok full chức năng luôn nha đó, pin thì tốt lắm máy móc ok luôn ha găng tay trên nút home đó, cực kỳ luôn đẹp ha đó, pin thì tốt lắm xài được hai sim 4g luôn nha của thằng sam luôn á đó. đó. em bán 600 ha mã số là 612 nha rồi cái 613 nè của màu vàng nha Galaxy g 7 Prime nha. RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm nha. Xài được 2 SIM 4G một thẻ nhớ ha. Đó, em bán cũng có 600 ha, mã số là 613 nha, 600k ha. Đó, máy móc ok, full chức năng tài sản dụng cho bà con luôn ha. Cực kỳ pin thì tốt lắm, wifi này kia đầy đủ ha. Đó, máy móc ok luôn ha. Đó, tại vì em không có nhập wifi vô, nhưng mà mỗi cây em đều test wifi hết ha ở đây cục wifi của em chỉ chứa được khoảng 10 đến 12 cây bây giờ thực sự trong nhà em có cả, trăm mấy trăm cây bây giờ không có nhập hết wifi được nó không có cho vô nên không có nên không có nhập sẵn cho bà con coi ha chứ nó cho là em cũng nhập vô cho bà con coi wifi mạnh không rồi cây này em bán 600 nha mã số là 613 nha bên em bán thì có cọc nha ai mua thì cọc em cái cạc Viettel theo 50 phần trăm nhé cộng trăm em sẽ bao ship nha chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha ai không biết chuyển khoản thì chạy ra tập quá mua cái cạc viettel sau đó cào ra xong rồi điện lại cho em ha. đọc mã của cạc đọc địa chỉ đọc tên em ghi lại em ship ha tiền cọc em sẽ trừ ra nha nó tiền cọc em sẽ trừ ra và ship tới chỗ cho kiếm cho hàng ok thì nhận nha uy tín trăm phần trăm nhân cọc là ship cọc là ship ha à, thậm chí cọc hết tiền luôn em vẫn ship bình thường ha Rồi mã số là 614 nha. Galaxy Z700 nha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm nha. cây này cũng riêng nguyên cây full chức năng xài được hai sim 4G luôn nha. Nó em bán có 600 màu trắng nha, 600k nha. Mã số là 614 nha. À, em ở đây uh, minh bạch nha, giá cả này kia em để hết luôn. Nó Android này kia em để hết tên máy luôn ha. Nó em để giá luôn, không cần giấu giếm, không cần comment, cờ comment cờ gì hết ha mã số là 614 nè, 600k riêng nguyên cây luôn ha. Đó, máy móc ok full chức năng luôn ha. Đó, à, pin thì tốt lắm, cực kỳ lã nha, màn hình riêng men riêng hết toàn bộ luôn nha. Đó, máy cũng còn bóng lưỡng ha. Rồi 600k nha, mã số là 614 nha. Xài được hai sim 4G luôn. Rồi cái 615, cây Galaxy Z700 nha, RAM 2 bộ nhớ 16 Android nó 6 chấm cây này màu vàng ha. Đó, em muốn bán 600k thôi xài được hai sim 4G màn hình riêng men riêng hết full chức năng luôn không lỗi gì hết nha mã số là 615 nha đó, màu vàng màn hình đẹp Ken màn hình riêng luôn nha màn hình không đủ tiền á cái màn hình này, là, màn hình green của hãng nha đủ tiền luôn chứ bà con có khi sệt cái màn hình này nè trên Google á đó, nó có khi là không đúng tại vì trên nó bán hàng lô còn này là em đang nói cái màn hình này ở màn hình riêng của hãng nên em nói là cái màn hình này nè là đủ tiền cái màn hình luôn luôn giá này nè 600k ha, mã số là 615 nha. Rồi cây 616 ha, cây này nô no 1109 nha. Đó, ba cái hai camera luôn ha. Đó, găng tay một chạm cơ lưng bằng kính nó nứt ở chỗ này miếng ha, bể chỗ này miếng em dán keo rồi không có sức đâu vợ. Cây này máy móc ok luôn, RAM 3, bộ nhớ 32 Android nó 9 chấm. Cây này mà không bể chỗ này miếng là em bán tới 750 rồi. Giờ em bán có 650 vô con ha, xài được hai sim 4G luôn. Đó, sạc đuôi tay si luôn. Mã số là 616 nha, 600 650 nha. Đó, máy móc ok, màn hình máy móc ok, full chức năng luôn, tải sẵn ứng dụng cho con luôn. Cực kỳ đã luôn nha. nó màn hình bóng lưỡng đẹp, Kenzenbell luôn đó, cực kỳ luôn ha. Máy này mạnh lắm nha. này nó mà dòng cao cấp mà. Rồi em bán có 650, mã số là 616 nha, xài được 2 sim 4G luôn nha. Rồi cây 617 ha, cây này cây Galaxy Z7 Prime nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm. Cây này thì full chức năng xài được hai sim 4G luôn ha. Em bán 650 nha, mã số là 617 nha. Đó, máy móc là full chức năng luôn, tải sẵn ứng dụng cho bà luôn, ờ, cực kỳ luôn ha. Ứng dụng này không quảng cáo luôn ha, pin thì tốt lắm. Đó, máy móc ok luôn ha. Nó rất là mạnh nha. Rồi cây này em bán giá là 650 nha, đó, 650 nha mã số là 617 nha, xài được hai sim 4G luôn nha, Của hàng sam luôn. Rồi cái 620 ha, cái iPhone 6G 16GB quốc tế luôn nha, quốc tế nha. full chức năng luôn ha, có găng tay luôn, máy móc ok sạch sẽ ha. Em bán có 700 iPhone 6G bây giờ em bán có 700. Mã số là 620 nha. Xài được sim 4G luôn ha. Nó tới 6G luôn. Đó, biết chừng nào có 6G mà xài cái này ha nhưng giờ 4G xài bình thường ha. Đó, tải sẵn một mớ ứng dụng cho con rồi. Đó, máy móc ok luôn ha. Đó, cây này có găng tay luôn nha. Đó, máy sạch sẽ ha. Bấm vậy là hiểu rồi có găng tay nha. Ví dụ nhấp nhấp vậy nè, nó chạy chạy vậy là có găng tay á. Rồi cây này em bán có 700 à, mã số là 620 nha, chơi được tất cả các loại game ứng dụng ứng dụng mà mua được hết ứng dụng luôn ha. Xài được hết ứng dụng luôn ha. Mã số là 620 nha, 700k ha rồi cái 621 nữa ha. Cây này cây uh, uh, LG q 7 nha. Đó, 7 cây này găng tay một chạm màn hình Super AMOLED, sạc một đuôi TC ha. Đó, gam 3, bộ nhớ 32 luôn. Đó, màn hình này Super AMOLED luôn, máy móc ok, tải sẵn dụng cho con luôn, pin thì tốt lắm ha. Đó, cây này màn hình Super AMOLED luôn, xài được sim 4G bình thường ha, găng tay một chạm luôn. Đó, uống nụ đã luôn, sạc một đuôi á đó, cây này uh, Gam 3 nhớ 32 rồi nó 9 chấm luôn. Em bán có 700 700k nha. Mã số là 621 nha. Đó, giá là chưa đủ tiền cái màn hình luôn. Đó, máy móc ok full chức năng ha. Rồi, mã số là 621 nha, 700k nha. Đó, bên em bán có cọc nha, ai mua thì cọc em cái cọc vi theo 50 000 nha, cọc 100 bao ship nha, uy tín, cọc qua là bán, cọc qua là ship nha. Rồi, mã số là 6221 nha, 611 700k ha. Rồi cây 622 ha, cây này hàng hiếm nè. Đó, cây này thì riêng nguyên cây full chức năng luôn, màn hình riêng men riêng hết luôn ha, nhưng mà hiếm lắm. Đó, à, ít khi nào mà gặp được nó lắm mà được cây riêng hết toàn bộ luôn. Cây này Galaxy C5 nha, đó, RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm. Cây này em bán có 750 rồi chưa đủ tiền cái màn hình. Đó. Cây này xài được hai sim 4G luôn ha. Đó, máy móc ok luôn, màn hình riêng men riêng luôn, cực kỳ luôn ghi hết luôn ha. Máy móc ok, pin thì cũng tốt lắm, máy móc ok luôn ha, xài được hai sim 4G luôn, C5 luôn ha. Ram 4, đó, em bán có 750 rưỡi bán cho bà con xài có khá xài dưới ha. Đó, mã số là 622 nha. Rồi 623 nha, cây này Galaxy A6 Plus nha. Cây A6 Plus luôn, cây này ram 4, bộ nhớ 32, Android nó 10 chấm nha. Cây này camera kép nè, găng tay một chạm, pin thì trâu lắm pin thì bự lắm xài được hai sim 4G của Sam luôn nha đó em bán giá có 800 800k ha mã số là 623 nha đó, 800k cây này ha nó ai đâu mà ai bán rẻ hơn của em đâu em bán test máy kỹ hoànng qua bà con xài ha với lại em kiểm tra máy móc Ok hết luôn ha Rồi em cố gắng kiểm tra càng kỹ càng tốt cho con ha bán rẻ nhất cho bà con xài ha đó, có 800 k mã số là 623 nha xài được 2 sim 4g pin thì tốt lắm ha rồi cái 625 nha cây này Galaxy Z7 Pro nha RAM 3 bộ nhớ 32 Android nó 8 chấm nha cây này xài được 2 sim 4g luôn ha nó của thằng Sam luôn máy móc ok cứng khừ luôn ha Đó, em bán giá có 800 gửi mã số là 625 nha cây này 800 gửi nha Đó, máy móc ok luôn tại sản ứng dụng cho con luôn cây này à, hơi ám nhẹ tí nị nha không thấy luôn em em còn không thấy nè để bán cho bà con cái giá này ha đó, cực kỳ luôn nha đó, máy móc ok full chức năng ha đó em bán giá 850 rưỡi nhưng mà số là 625 nhân xài được hai sim 4 g ha rồi cái 627 nha, cây Galaxy Z7 Plus nha, RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm cây này cao nó kép nè xài được cũng được hai sim 4 g luôn ha à, máy móc ok full chức năng luôn nó tải sẵn ứng dụng cho con luôn ha đó, ứng dụng tải sẵn có ứng dụng không quảng cáo luôn nè đó máy móc ok luôn màn hình không chạy không gì hết luôn đó em bán 900 nha mở số là 627 nha 900 k ha rồi cây 628 ha cây này cây Nova 3i nha camera kép nè găng tay một chạm nha đó Nova 3i luôn ha cây này à, à, mã số là 628 nha giá 1 triệu nha cây RAM 4 bộ nhớ 128 Android 9 chấm nha em bán giá 1 triệu nha mã số là 628 nha đó mở lưng nó bóng bóng ha màn hình nó gọi là tay thỏ luôn máy móc ok luôn tải sẵn ứng dụng cho con luôn cực kỳ nó mạnh lắm nha ừ, sang trọng ha ở trên trước camera kép luôn rồi cây này em bán giá 1 triệu nha mã số là 628 nha xài được hai sim 4G luôn ha. Rồi cây 629 nè, cây này cây Mi Max 3 nha, nó bự tổ bự nái luôn, của một Mi luôn ha. Camera kép nè, gắn tay một chạm nha, pin thì trâu lắm. Nó sạc bằng đôi tai si cũng xài được hai sim 4G luôn ha. Nó bự tổ bự nái luôn, nó là điện thoại nhưng chứ không phải táp nha, nó bự lắm nha. Nó so với lại cây Z200 nó nhỏ một trời giật nữa luôn. Đó, cây này RAM 4 nha, bộ nhớ 64, Android nó 10 2 cây này hàng hiếm lắm. Cây này em bán 1 triệu 2 nha triệu 2 nha Mã số là 629 nha Đó, Em tải sẵn ứng dụng cho con luôn Pin thì khỏi nói tốt lắm Chơi game là đã lắm Bự tổ hồi chơi game luôn ha Xài được 2 sim 4G luôn nha Đó cực kỳ luôn ha Màn hình thì không không nứt không bể không gì hết luôn nha Đó Cây này em bán giá 1 triệu nhân triệu 2 nha Mã số là 269 nha 629 nha Giá 1 triệu 2 nha rồi mã số là 562 ha. Cây này cây nô no, uh, cây Lenovo no, ha. Cây này ra A620 ha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16 Android nó 5 chấm luôn. Đó, cây này em bán có 350 rưỡi bỏ được hai sim nghe gọi ok luôn full chức năng không lỗi không bể không gì hết luôn. Đó, em mua rẻ bán rẻ cho bà con ha. Cây này riêng nguyên cây luôn màn hình riêng men riêng, riêng luôn. Đó, tải sẵn dụng cho con luôn rồi đó. Đó, mã số là 562 nha, 350 nha. Rồi cây 566 ha Cây này cây bồ R7SF ha Cây này hơi ám nhẹ thôi Đựng cái riêng nguyên cây luôn RAM 4 bộ nhớ 32 Android 5 chấm ha Cây này RAM 4 của một bồ luôn nha Thường thường em bán tới 750 800 gì đó Nhưng mà cây này nó bị ám rồi Nên em bán là 400 nha Bỏ được 2 sim 4G luôn ha đó, em bán có 400k, mã số là 566 RAM 4 nha Cây này riêng nguyên cây full chức năng luôn ha Chỉ bị ám màn hình nhẹ thôi đó Nhìn kỹ mới thấy chứ bình thường không thấy mấy kệ nó có cái xài bỏ sim nghe gọi tốt cây này RAM 4 của nhớ 32 luôn, hơi ám nhẹ nha. Đường cái màn hình rin men rin hết máy luôn. Nó có 400k RAM 4 luôn ha. Mà số là 566 nha. Rồi cây 567 ha, cây này Galaxy Z7 2016 nha, hơi ám luôn. Cũng rin nguyên cây full chức năng xài được 2 sim 4G luôn ha. Nó pin trâu như con bò luôn, pin cũng tốt lắm. RAM 2, bộ nhớ 16 Android nó 8 chấm luôn nha. Nó em bán có 500k ha, 500 ha. Mã số là 567 nha. 500 chưa đủ tiền cái màn hình riêng nữa máy móc ok nó hơi ấm nhẹ nhẹ không thấy đâu luôn nha đó tại hơi ám nên em bán để để chưa ám cho bà con nữa đó cây này em bán có 500 ha mã số là 567 nha đó, 2 sim 4g luôn rồi cây này 5, 5 70 ha cây uh, vô uh, 1610 ha rồi, cây vô 1610 cây này hơi ám nhẹ màn hình ha Cây này cũng riêng nguyên cây luôn RAM 4 bộ nhớ 64 Android nó 6 chấm nha đó, Cây này RAM 4 64 luôn Em bán nó 550 rưỡi Mở số là 570 nha Xài được 2 sim 4G luôn nha Găng tay trên nút home luôn đó, Màn hình hơi hơi nhẹ thôi Nhưng mà vẫn để ghẻ cho bà con cái xài ha đó, Máy móc ok full chức năng luôn ha đó, Muốn tải ứng dụng thì nói em tải vô luôn ha Mở số là 570 nha đó, 550 cái này RAM 464 luôn nha rồi mã số là 571 ha. Cây này cây uh, V ha. Cây ZT uh, ZV uh, Vision 1 Pro ha. Vision 1 Pro nha. Đó cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 10 chấm nha. Đó cây này em bán 550 nha, găng tay một chạm ba camera luôn ha. Có 550. RAM 3 bộ nhớ 32 luôn, pin thì trâu lắm. Xài được hai SIM 4G luôn nha. Đó, 550 mã số là 571 nha. Đó. giờ màn hình này gọi là giọt nước luôn, máy móc ok luôn tại sẵn ứng dụng không quảng cáo luôn nè. Có ứng dụng không quảng cáo luôn ha. Đó, cực kỳ luôn, máy ok luôn ha, tại sẵn ứng dụng hết rồi. Đó. Full chức năng không lỗi gì hết luôn nha. Rồi cây mã số là 571 nha, 550.000 nha. Rồi cây 572 nha, cây bồ A3S nha, cây RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 5 chấm nha. À, Android nó 8 chấm nha em bán 600k ha, camera kép nè, pin thì trâu lắm. Máy mô ok, xài được hai sim 4G luôn nha. Máy full chức năng luôn. Đó, full chức năng, tải sẵn ứng dụng cho con luôn, có ứng dụng không quảng cáo luôn nha. Đó, cực kỳ luôn ha. Rồi, cây này mã số là 572 nha, 600k ha. Rồi mã số là 574 nha, 574 ha, Galaxy Z7 Prime nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm. Đó, cây này màu đen nha, thường thường cây này em bán 750 800 bữa nay sổ vô con luôn ha. Đó, em bán có 650 rồi, xài được hai sim 4G luôn của con Sam luôn nha. Nó 650 thôi. Đó, mã số là 574 nha. Đó, 574 nè, máy móc ok, full chức năng tải sẵn ứng dụng luôn. Đó, ứng dụng em tải sẵn luôn, có ứng dụng không quảng cáo luôn. Đó, cực kỳ pin thì tốt lắm, xài được hai sim 4G luôn nha. Đó, cực kỳ luôn ha. Đó, em bán có 650 rồi, mã số là 574 nha, 650 nha, màu đen ha. Rồi cây 578 nè, cây này cây Galaxy A6 nha, A600 ha. Đó, cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 10 chấm luôn. Đó, cây này hơi mớp nhẹ, chỗ này tí nị không ảnh hưởng gì mấy nha. Găng tay một chạm nhân full chức năng ha. Em bán 700 nha, mã số là 578 nha. 700k RAM 3, bộ nhớ 32 của Sam luôn á. Đó. đó. máy móc ok luôn ha. Cực kỳ luôn ha. Đó, màn hình không không chày gì hết luôn nha. Đó, full chức năng không lỗi gì hết luôn. Rồi 700k nha, mã số là 578 nha xài được hai sim 4G luôn ha. Rồi cây 579 nè. Cây này cây G7 Plus nha, đó, hơi ám nhẹ thôi, đựng cái màn hình zin màn zin zin hết máy luôn, zin nguyên cây hết ha. Đó, RAM 4 bộ nhớ 32 luôn, Android nó 8 chấm luôn. Thường thường cây này em bán 900 tới 950 nha. Đó, bây giờ ám nhẹ thôi mà đựng cái màn hình zin luôn, em bán có 750 rồi nha. Đó, cây này xài được hai sim 4G luôn ha. Đó, camera kép luôn, RAM 4 bộ nhớ 32 luôn ha, mã số là 579 nha cây này thì ám nhẹ thôi không ảnh hưởng gì máy, có khi không thấy luôn á không thấy ám luôn nha vẫn để ám bán trả ám cho bà con luôn nha nó máy móc ok full chức năng ha tại sản ứng dụng cho bà con luôn nè đó, ứng dụng tại sẵn luôn máy móc ok luôn ha rồi mã số là 579 nha 750 nha xài được hai sim luôn ha rồi mã số là 580 ha cây này cây Redmi Note 5 màu xanh dương ha đó, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm về chơi game liên quân Wi-Fi bị up luôn nha. Máy cũng đẹp, camera kép nè, găng tay một chạm có hồng ngoại nha. Xài được hai sim 4G luôn. Đó, pin thì trâu lắm. Em bán có 750 rồi. Đó, mã số là 5820 nha. Cây này mạnh lắm, chơi tất cả loại game luôn nha. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho con luôn. Máy móc ok, full chức năng luôn. Đó, có tải ứng dụng không quảng cáo luôn. Cực kỳ đã luôn, Wi-Fi này kia đầy đủ, pin thì tốt lắm nha. Đó, 750 nha, mã số là 580 nha bên em bán thì có cọc ai mua thì cọc em cái cọc Viettel 50 phần trăm gì đó cộng 100 bao ship nha chuyển khoản ngân hàng thì nói em gửi số tài khoản qua chuyển nha đó, cọc qua là ship trăm trăm nha uy tín cọc qua là ship nha đó, đừng có ngại ngùng gì cứ cọc đi em ship mà không sao hết á mã số là 580 nha 750 nha rồi cái 581 ha cái này cái Redmi Note 5 màu vàng ha. RAM 3 bộ nhớ 32 Android nó 9 chấm nha đó, cây này thì uh, cũng là xài được hai sim 4G có găng tay một chạm camera kép có hồng ngoại luôn nha nó em bán 750 nha mã số là 581 nha 750 nha nó máy móc ok full chức năng luôn tại sẵn ứng dụng cho con luôn ha nó cực kỳ máy móc ok luôn ha nó rất là mạnh nha nó chuyên về chơi game luôn liên quân wifi vi wi up được hết luôn ha mã số là 581 nha pin trâu lắm wifi đầy đủ ha rồi 750 cái này ha rồi cây này à, Redmi Note 5 luôn, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm, camera kép nè, găng tay một chạm, có hồng ngoại, xài được 2 sim 4G, pin thì trâu lắm, màu hồng nữa, ha. Đó, em bán 750 luôn, mở số là 582 nha, 750 nha. Đó, à, máy móc mạnh lắm, chơi nhiều chơi game luôn ha. Đó, à, tải game vô chơi, máy toàn bộ em reset hết toàn bộ nha. Đó, à, chỉ gần, gần bỏ sim wifi này kia vô thì tải thôi, máy móc ok luôn ha. Em tải sẵn ứng dụng không quảng cáo luôn. Đó, à, máy móc ok luôn ha. Rồi cực kỳ máy ok luôn full chức năng ha. Đó tài sản dụng luôn. Rồi cây này em bán giá 750 000 luôn ha. Mã số là 582 750 000 luôn nha. Rồi cây 583 ha. Cây Galaxy G800 nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android 9.0 nha. Đó cây này em bán 800 nha. Đó xài được 2 sim 4G, găng tay một chạm ha, camera kép luôn nha, của thằng Sam luôn nha. Đó màu tím luôn, màu tím mà là màu nho ha. Màu nho là à, nó ngược lại ha à, cây này 800 mã số là 583 nha rồi máy móc ok full chức năng tải sẵn ứng dụng luôn ha máy móc ok luôn màn hình không nứt không bể không gì hết luôn nha đó cực kỳ luôn ha rồi cây này 800 nha ram 3 của nhớ 32 luôn bự tổ nái pin trâu luôn mã số là 583 nha 800k xài được hai sim 4g ha rồi cây nào màu đen nè, cây Galaxy Z800 luôn, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 8, nha. Android nó 9 chấm luôn. Đó, em bán 800 nha xài được hai sim 4g găng tay một chạm camera kép ha đó, cực kỳ luôn pin hiệu tốt lắm máy móc ok full chức năng luôn ha không lỗi gì hết wifi pin này ghê tốt lắm ha 800 k mã số là 584 nha 584 ha đó màn hình không nứt không bể không chày không gì hết luôn nha đó tại sản ứng dụng không quảng cáo luôn cực kỳ luôn ha máy này tương đối là mạnh lắm nha đó, máy mạnh luôn, rồi cây này gam ba mà rồi 800k ha mã số là 584 ha. Rồi cây này cây uh, y y y9 ha, y9 2019 nha, RAM 4 bộ nhớ 364 luôn, Android nó 9 chấm luôn. Đó cây này camera kép luôn, găng tay một chạm, pin thì trâu lắm, xài được 2 sim 4G luôn ha. Đó cây này vỏ cũng còn bóng bóng ha, đã ha. Nó bị tróc ở đây tí nị, tróc thỉ. Rồi cây này uh, em bán 800 RAM 464 nha, bán 800 nha, mã số là 586 nha. Đó, màn hình này full chức năng không lỗi gì hết luôn nha. Đó màn hình này không lỗi gì hết luôn. Đã lắm nha. Màn hình camera kép luôn á. Mà màn hình trước camera kép luôn, có uh, tải ứng dụng không quảng cáo luôn. Máy móc ok luôn ha. Rồi cây này em bán giá uh, là 9800 ha, 800k ha, mã số là 586 nha. Xài được 2 sim 4G luôn. Rồi cây này nó khác người ta nè, màu hồng ha, cũng là Redmi Note 5 ha. Nhưng mà lạ hơn người ta ha. Camera kép nè, găng tay một chạm nó có hồng ngoại nha, xài được hai sim 4G pin thì trâu lắm. Nó lạ cái là phiên bản cao cấp ha. Cây này RAM 6 ha, bộ nhớ 64 Android nó 9 chấm nha. Cây này RAM 6 nha, chơi đã lắm ha, mạnh cực kỳ luôn. Chơi tất cả các loại game liên quan Fire Up luôn ha. Đó, em bán giá 950 nha, 950 RAM 6 luôn. Đó, em gán sổ cho bà con luôn ha, mã số là 587 nha. Đó, máy móc ok full chức năng tải sẵn ứng dụng cho con luôn nó mạnh lắm nha đó cây này thì ram 6 bộ nhớ 64 luôn đó, lâu lắm rồi, hiếm lắm nha cái hàng này hàng hiếm tại vì cây ram 6 là ít khi nào có lắm đây ram 6 này nha đó, hiếm lắm rồi cây này em bán 950 mã số là 587 nha rồi cây 589 ha cái này cây Galaxy A7 hay A70 nha A70 nha ram 6 nha, bộ nhớ 128 nha, android 11 chấm nha. Đó, cây này ram 6 và bộ nhớ 128 luôn á. Em bán giá 1.350 nha, 1.350 luôn. Sạc một đi đuôi taxi ha. À ba camera luôn ha, xài được hai sim 4G luôn nha. À, máy móc ok full chức năng luôn. Em tải sẵn ứng dụng cho con luôn. Đó, ứng dụng tải sẵn luôn full hết toàn bộ luôn nha. Có ứng dụng không quảng cáo luôn, wifi này kia đầy đủ, pin thì tốt lắm. Rồi cây này em bán giá 1.350 nha. Đó, cây này mã số là 589 nha. Rồi cây mã số là à, 530 nha. Cây này cây Gtec à, B551. Cây này pin à, thì tốt lắm, xài được hai sim luôn. Cái nghe sim nằm trên đây ha, mở cái nắp này nè, trên đầu này nè là có hai sim một thẻ nhớ ha. ở à, RAM 2, bộ nhớ 16 Android nó 7 chấm nha. Nó bị sọc màn hình dưới đây tí nị, không nứt, không bể, không gì hết, xài bình thường ha. Pin thì trâu lắm. Đó, em bán có 300 mình nha, xài được hai sim 4G bỏ sim nghe gọi cũng lợi nữa ha. Mã số là 530 nha. Đó, máy móc ok ha. Nó sọc dưới đây tí nị ha, không ảnh hưởng gì mấy nha. Có khi nhìn không biết luôn đó, ha. Android 7 chấm luôn máy móc ok full chức năng luôn ha. Chỉ có một miếng đó thôi á. Rồi cái này em bán có 300 ha, mã số là 530 nha. Bên em bán thì có cọc nha, ai mua thì cọc em cái card Viettel á hay là chuyển khoảng 50% trăm vậy đó. Cộng trăm bao ship nha. Rồi mã số là 530 nè. 500 300k ha. Rồi cây 534 nè, cây này Galaxy Z2 Pro nha. Đó, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Đó, cây này em bán có 500 rồi nha, pin rời luôn, hai sim 4G luôn nha. Đó, mã số là 534 nha, có 500k thôi. Cây này cũng là riêng nguyên cây luôn nha. Đó, full chức năng không lỗi gì hết luôn. Đó, tải ứng dụng máy móc ok full hết toàn bộ luôn ha. Đó, em tải sẵn ứng dụng luôn rồi đó. Rồi 500k ha, mã số là 534 xài được hai sim 4G luôn nha. Rồi cây 537 ha, cây này cây Mi 4C, cây RAM 3 nha, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Xài được hai sim 4G có hồng ngoại luôn nha. Đó, đuôi tai si luôn. Đó, cái nhỏ gọn dễ bỏ túi ha. Máy móc ok, full chức năng luôn ha, riêng nguyên cây luôn. À, em bán giá rẻ bèo ha, có 600k thôi. Tải sẵn ứng dụng luôn. Máy này mạnh lắm nha, máy móc ok, tải sẵn ứng dụng luôn ha. Rồi cây này em bán 600 nha, mở số là 537 nha. Rồi 538 là cây màu trắng ha, Mi 4C luôn ha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm nha. Đó, em bán 600 luôn, xài được 2 SIM 4G có hồng ngoại luôn nha. Đó, sạc bằng đuôi TC luôn. Máy nhỏ gọn mà mạnh nha, máy móc ok, full chức năng luôn ha. Em tải sẵn ứng dụng nè, ứng dụng em tải sẵn hết trơn ha. Đó, bấm vô xài thôi, bỏ SIM nghe gọi ok, wifi đầy đủ, pin thì tốt lắm nha. Đó, 600k, mã số là 538 nha. Rồi cây 542 nè, cây này màu hồng ha. Galaxy Z7 Prime nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn nha. Đó em bán cũng có 650 000 xài được 2 sim 4G luôn nha. Mã số là 542 nha. Đó, máy móc ok luôn nè. Em tải sẵn cũng sẵn ứng dụng hết toàn bộ luôn, có ứng dụng không quảng cáo luôn. Đó, máy móc ok full chức năng luôn ha. Cái tay em tay trái em bấm không được, khó. Rồi cái này 650 000 mã số là 542 nha, màu hồng ha bên em bán thì có cọc nha ai mua thì cọc em cái cạc việc hay là chuyển khoản ngân hàng ha năm chục hàng trăm gì đó cộng 100 bao ship nha rồi mã số là 545 ha cây galaxy a 10 nha ram 3 bộ nhớ 32 android nó 10 chấm nha đó pin cũng tốt lắm máy móc ok xài được hai sim 4 g luôn của thằng sam luôn ha đó, em bán có 650 trăm rưỡi sáu rưỡi cái này ha mã số là 545 ha đó, máy móc ok full chức năng luôn tại sẵn ứng dụng cho con luôn ứng dụng tại sẵn luôn ha Ưng dụng tại sẵn luôn, máy móc ok luôn ha Đó à, Cái này lắc qua, đó Lắc qua lắc lại, tại sẵn ứng dụng không quảng cáo luôn à, Không lỗi lầm gì hết Full chức năng luôn wifi này kia đầy đủ ha Có bán có 650, mà số là 545 nha Rồi kia 547 ha Cái này kia Apple F5 cây này RAM 4, bộ nhớ 32 Android nó 7 chấm cây này mạnh lắm, màu đỏ nha Nó găng tay một chạm ha, xài được hai SIM 4G luôn đó, màu đỏ quá cũng còn đẹp quá trời luôn ha full chức năng không lỗi gì hết nha Đó, cực kỳ lạ luôn tải sẵn ứng dụng cho con luôn có ứng dụng không quảng cáo luôn máy móc ok luôn ha rồi cây này em bán 700 nhân mã số là 547 nha 700k ha rồi cây 549 ha cây mi A2 nha nó RAM 3 bộ nhớ 32 Android nó 10 chấm ha cây này camera kép nè găng tay một chạm nè, có hồng ngoại nha xài được hai sim 4G nha sạc đôi tai si luôn ha đó, máy hình xao luôn, em bán có 750.000 luôn, 750 sạc còn đu dây gang tay một chạm camera kép luôn nha. Mã số là 549 nha, 549. Đó, máy móc em tại sẵn ứng dụng luôn, máy móc ok full chức năng luôn ha. Đó, wifi đầy đủ luôn, pin thì tốt lắm. Rồi mã số là 549 nha, 750.000 nha. Rồi cây 552 nha cây này cây Apple A5s nha. cây này thì camera kép nè, Găng tay một chạm nè, RAM 3 nha, bộ nhớ 32 Android nó 8 chấm nha xài được hai sim 4G, pin thì trâu lắm, máy móc ok luôn ha. Em bán 800 nha, mã số là 552 nha. Đây, máy móc ok full chức năng luôn. Đó A50 A5s nha. Đó A5s nha. Đó cực kỳ full chức năng tại sẵn ứng dụng luôn, cực kỳ luôn ha. Pin thì trâu ha, 800k cái này ha, mã số là 552 nha. Xài được hai sim 4G luôn. Rồi cây 554 ha, cây Galaxy Z800 ha, cây này RAM 3 nha, bộ nhớ 32, Android nó 10 chấm ha, Cây này găng tay một chạm camera kép ha. Cây này xài được 2 SIM 4G một thẻ nhớ luôn ha. Đó, em bán có 800 nha, cây này 800 ha. Đó, mã số là 554 nha. Full chức năng luôn, máy móc ok, full chức năng tải sẵn ứng dụng cho con luôn nha. Đó, full chức năng luôn, quá trời ứng dụng luôn, có ứng dụng không quảng cáo luôn, pin thì cầm lắm, máy móc ok luôn, pin thì tốt lắm nha. Đó, Wi-Fi này kia đầy đủ luôn ha. Rồi cây này em bán 800 nhân mã số là 554 nhân ai mua cọc quá ha. Rồi mã số là 555 nè, cây Galaxy Z800 ha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android 10 chấm, cây này màu tím nha. Đó, cây này găng tay một chạm camera kép, xài được hai sim 4G một thể nhớ luôn. Đó, à, máy móc ok full chức năng luôn ha. Đó, em tải sẵn ứng dụng luôn, có ứng dụng không quảng cáo luôn. Wi-Fi này kia đầy đủ ha, pin thì tốt lắm. Đó, cây này màu tím ha, 800k mã số là 555 3 số 5 ha. Xài được 2 sim 4G luôn. Rồi mã số là 556 ha. Cây Galaxy Z6 Plus nha, Z6 Plus RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 10 chấm nha. Đó, cây này em cũng bán 800 ha. Camera kép luôn à. Có xài được 2 sim 4G luôn. Đó, pin thì tốt lắm. Máy móc là găng tay trên nút hơ nút nguồn luôn nha. Đó, màn hình máy móc ok, full chức năng ha. Đó, tại sẵn ứng dụng cho con luôn à, có ứng dụng không quảng cáo luôn pin thì khỏi nói pin mấy bằng chi này ok lắm ha rồi cây 800 ha mã số là 556 nha rồi cây 557 nè cây này cây mi 8 like nha ram 4 bộ nhớ 64 nha android nó 10 chấm nha camera kép nè gắn tay một chạm nè ha nó sạc đuôi DC luôn xài được hai sim 4g luôn nha cây mi 8 like này nó đẹp ha máy móc ok luôn ha RAM ram 464 luôn cây này em bán có 900 nha, 900k ha mã số là 557 nha đó, máy móc ok full chức năng luôn đó, tải sẵn ứng dụng luôn cực kỳ đã luôn ha nó pin thì wifi này kia đầy đủ ha. test hết kỹ cho bà con ha cái này ứng dụng ứng dụng này không quảng cáo luôn tải sẵn cho bà con luôn đó, về nhập wifi thì phải xài thôi ha 900k mã số là 557 nhân xài được 2 sim 4g luôn nha rồi cây 502 ha cây này cái iPhone 5s nha 32g cây này quốc tế luôn đó quốc tế luôn máy móc ok luôn ha cây này thì bỏ sim nghe gọi tốt màn hình nó chạy qua năm tháng bị nứt một đường nha. cây này thì đúng ra bán nó hơi cao chút, người tại nứt bán rẻ bèo ha. Bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa, xài sim 4G luôn nha. Đó, em bán có 400 ha, mã số là 502 nha, màn hình hơi chạy nha. 5S nha. Rồi bán 400k nha. Rồi mã số là 503 ha, cây này cây Galaxy Note 3 nha. Đó, RAM 3, bộ nhớ 32 luôn á, Android nó 5 chấm. Cây này xài được sim 4G luôn, màn hình này, Super AMOLED luôn nha. Màn hình Super AMOLED có hồng ngoại luôn. Máy này có hồng ngoại luôn nè. nó chỉnh được tivi này kia máy móc ok luôn ha. Đó. đó, em cũng tải sẵn ứng dụng cho con luôn nha. máy em tải sẵn ứng dụng hết toàn bộ luôn. Wi-Fi này kia sim bọng ok luôn ha, cảm ứng này kia ok luôn. Đó, em bán giá rẻ bèo luôn. Cây này em sổ luôn, có 450 màn hình Super AMOLED luôn nha, RAM 3 luôn nha mã số là 503 nha. Rồi cây 504 ha, cây Galaxy Z700 ha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm nha. Nó cây này cũng riêng nguyên cây ha, vỏ thì chốc qua 5 tháng thôi, nhưng mà vứt nó bền nha. Cây này riêng xài được rất là chắc nịch ha. Đó, em bán có 450 rồi, mã số là 504 nha. Android 6 chấm xài được 2 sim 4G luôn. Nó bị uh, bị tóc thủy ngay đây tí ní mà đen đen ha, nhưng mà được cái màn hình riêng main riêng hết toàn bộ luôn em bán rẻ bèo có 400 trăm rưỡi thì bỏ được hai sim 4 g nghe gọi cũng lời nữa pin trời luôn nha đó pin thì tốt lắm tải sẵn ứng dụng cho con luôn rồi đó, máy móc ok ha z 700 nha bốn rưỡi nha đó mã số là 504 rồi cây 505 ha đây cây này nokia 3 nha ram 2 bộ nhóm 16 Android nó 9 chấm ha màu trắng đẹp kenshaben ha riêng nguyên cây luôn cầm chắc tay đã lắm ha xài được hai sim 4 g luôn nha đó, chọt sim ở ngoài này nè chọt hai hai lỗ này ha, mà có xài được hãy nhớ luôn á. Cái này Android 9 chấm luôn ha, em bán có 500 thôi nha. 500 mã số là 505 nha. Đó, xài được hai sim 4G một thể nhớ luôn, màn hình zin main hết, tải sẵn ứng dụng cho con luôn, test ok hết, wifi này kia đầy đủ ha Đó 500k pin tốt lắm ha, mã số là 505 nha, 500k. Rồi cái 509 nè, cây 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 hiệu hiệu, hiệu uh, gì Gino, Gini, Gini gì đó em đã không biết em đọc không được ha cái này S6 S nha đó RAM 3 bộ nhớ 32 Android 6 chấm nha Cây này găng tay một chạm luôn ha nó xài được hai sim 4g luôn máy này cũng tương đối là mạnh ha đó, em bán 550, trăm rưỡi mã số là 509 nha 550, rưỡi xài được hai sim 4g luôn cây này màn hình riêng luôn nha máy móc riêng hết đó tải sẵn ứng dụng cho con luôn nè đó những ứng dụng này mới tải nữa để tiểu niu 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 ha Máy móc mạnh lắm nha, cây này chuẩn uh, nha. À. Lướt à, chạy không thấy đường luôn á. Ảnh lắm. Rồi cây này em bán rưỡi uh, 50, nha, mã số là 509 nha, xài được hai sim 4G ha. Rồi cái 5110 uh, ha, cây Galaxy Note 4 nha. Đó mà hình Super AMOLED, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 6 chấm. Này Đo nhịp tim nè, có hồng ngoại, xài được sim 4G luôn ha. Vỏ thì nhôm nguyên khối luôn ha. Đó, cái này nè pin rời luôn pin rời luôn em bán cây này có năm trăm rưỡi năm trăm rưỡi luôn em sổ cho con luôn màn hình super mullet luôn á riêng nguyên cây luôn nha mã số là 510 một nha đó năm một nè máy móc ok luôn ha đó em bán rẻ bèo luôn rẻ sổ cho bà con luôn sổ lãi luôn ha máy móc ok luôn ha em tải sẵn mới ứng dụng ha ai vô chơi được chơi ha năm trăm rưỡi mã số là 510 một nha Rồi cây 515 nha. Đó, cây này cây Asus X00DD nha. Đó, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm nha. Đó, cây này có găng tay một chạm nè ha. Xài được hai sim 4G, pin thì tốt lắm nha, pin nó nặng kịch rồi Đó, cây này cũng mạnh lắm nha, RAM 3, bộ nhớ 32 chứ không phải thường đâu nha. Android 8 chấm nên em sẽ tải cái ứng dụng không quảng cáo cho con ha. Mã số là là 515 nha, có 600k thôi, 600k RAM 3, bộ nhớ 32 luôn. Màn hình rin men ring hết luôn. Đó, em tải sẵn ứng dụng không quảng cáo luôn, pin thì tốt lắm máy nó mạnh lắm nha cực kỳ đã luôn màn hình riêng đẹp cực kỳ luôn ha bỏ túi nghe gọi ok luôn ha đó mã số là 515 nha 600k rồi cái 518 là cây này màu đen nha Apple A3s luôn camera -cam kép nè gam 2 bộ nhớ 16 Android 8 chấm xài được 2 sim 4g luôn cây này màu đen luôn ha Đó, full chức năng không lỗi gì hết nha đó, em bán 600 nha mã số là 518 nha 600k nha đó máy móc ok full chức năng tải sẵn ứng dụng luôn mà hình không có chạy luôn nha chứ lưng thì chạy ha nhưng mà hình này đẹp nha cây này xài bền lắm pin thì tốt lắm wifi này kia đầy đủ ha đó nếu mà xài mà không rớt không bể thì không rớt thì chừng nào mới hư nó rồi 600k nhân mã số là 518 nha 2 sim 4g luôn nha rồi 521 nè Galaxy Z7 Prime nha RAM 3 bộ nhớ 32 Android nó 7 chấm cây này em bán 650 nha mã số là 521 nha xài được 2 sim 4g luôn máy móc ok full chức năng luôn đó máy móc full chức năng ha tại sẵn ứng dụng cho con luôn nó có ứng dụng không quảng cáo luôn ha đó, máy móc ok full ha à, bỏ sim nghe gọi tốt luôn hai sim 4 g luôn test kỹ cho bà con luôn ha có 650 trăm rưỡi mã số là 521 nha rồi mã số là 524 nha Galaxy Z600 nha nó màu tím đẹp quá trời luôn găng tay một chạm luôn của thằng Sam luôn nha Sao bỏ được hai sim 4G luôn ha với dưới một thẻ nhớ luôn đó, máy này gì, full chức năng luôn tại sẵn ứng dụng cho bà con luôn nè à đó ứng dụng em tải sẵn hết trơn có ứng dụng không quảng cáo luôn máy móc ok full luôn ha đó, cực kỳ đã luôn máy em nói chung là em làm hết mạnh lắm rồi cây này em bán 700 nha Android 8 chấm mà RAM 3 cũng nhớ 32 của mình Sam luôn ha nó 700k xài được 2 sim 4g luôn mà số là 524 nha 700k ha <laughs> Rồi mã số là 526 nha, cây Apple F3 nha, RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 6 chấm. Đó, cây này em cũng sổ luôn. Thường thường em bán cây này em 850, bây giờ em bán 750 cho con xài luôn RAM 464 luôn nha. Xài được 2 SIM 4G luôn, máy móc ok, full chức năng luôn, pin thì tốt lắm, wifi này kia đầy đủ ha. Đó, em bán giá bẻ bè bèo cũng có 750, RAM 464 luôn nha. Đó, mã số là 526 nha. Đó, cây này không lỗi gì hết, full chức năng luôn mà em vẫn bán rẻ cho bà con luôn. Tại nay em lấy được cái chỗ rẻ nên em bán rẻ cho bà con ha. Còn bữa nào bán hơi cao cao một chút thì em lấy cái dòng hơi cao cao, em bán cao tí nha. À, bán rẻ thì bán rẻ cho bà con ha cứ mua đi vẫn vững rẻ hơn người ta mã số là 526 nha 550 nha rồi mã số là 528 nha cây này cây mi 8 like nó bị lót nhẹ tí hay nỉ ha à, ram 6 bộ nhớ 128 Android nó 10 chấm à, găng tay một chạm ha. camera kép ha cái này có ngoại không không có ngoại nha xài được 2 sim 4g nha. xài đuôi taxi nha cái lưng bằng kính đẹp quá trời ống ánh ống ánh luôn ha nó đã không rồi à, em bán có 1 triệu 050 nha nha RAM 6 bộ nhớ 128 Cây này có sổ trong đây luôn nha Chứ cây này thường thường em bán giá 1 triệu 8 RAM 6 bộ nhớ 128 Mà Cũng mi là giá 1 triệu 8 trở lại chứ không ít đâu nha Rồi cây này em bán giá 1 triệu 050 nha Đó à, 50 k này tiền giấy bọc mang keo này kia đó. Chứ em lợi ít xịu à Rồi em bán cho bà con xài ha Mã số là 528 nha để em mở màn hình lên cho coi nè đó máy móc ok luôn có tải ứng dụng không quảng cáo luôn đó nói bị lót chứ có tí nị ở đây nè đó cái tí nị một trắng nhẹ xíu siêu siêu nữa. đó xíu 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 không thấy đâu nha đó, full chức năng màn hình mất móc ok full chức năng hơn pin thì tốt lắm xài được hai sim 4g luôn màn hình không nứt nhẹ luôn không không cái chày luôn máy móc ok luôn ha một đẹp ken sơ luôn nè đó em bán rẻ bèo cũng có 1 triệu không trăm năm chục ha mã số là năm hai tám ai mua cọc và liền nha ram sáu chứ không phải thường nha rồi cây 465 ha, cây Movitas S ha, cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm nha. Cây này có găng tay một chạm nè. Đó, có xài được hai sim 4G luôn. Vỏ thì xấu qua 5 tháng thôi, rất là bền nha. Cây nào vỏ xấu xấu chứ nó bền lắm, nó bền nó mới được cái vỏ xấu rồi chứ. Nếu mà không bền nó nó bứt rồi. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android 7 chấm luôn nha. Em bán có 400 rồi nha. Bỏ được hai sim 4G nghe gọi cũng lợi ha. Mã số là 465 nha đó máy móc ok luôn nè màn hình nè nguyên cây full chức năng luôn tải sẵn ứng dụng luôn ứng dụng tải sẵn hết trong bộ luôn máy mạnh không nó cực kỳ luôn ha rồi pin cũng tốt lắm wifi này kia đầy đủ ha 400 k nha mã số là 465 nha rồi cây 467 nè cây mi 4 c nha đó cây này bị lót miếng nè. không ảnh hưởng gì máy ha cây này riêng nguyên cây full chức năng ram 3 bộ nhớ 32 mươi hai android nó bảy chấm nhỏ nhỏ gọn gọn ha sạc đôi đuôi si nha xài được hai sim 4 g nha có hồng ngoại luôn vỏ cũ qua năm tháng mà riêng nguyên cây luôn đó cái dán tem riêng nè ở cây này em bán có 500 trăm bao nhớ 32 bán có 500 mạnh cực kỳ luôn ha mã số là 467 nha đó, màn hình máy móc ok full hết toàn bộ luôn nha nó em tải sẵn ứng dụng cho con luôn ứng dụng em tải sẵn pin tốt wifi này kia đầy đủ ha đó máy móc ok nó bị lót nhẹ nó đốm trắng trắng lót nhẹ ở dưới lót không ảnh hưởng với màn hình nha nên em bắn rẻ cho bà con ha rồi cây này em bán 500 ha mở số là 467 nha 500k ha rồi cây 472 nha cây cũng là mi 4c luôn ram 3 bộ nhớ 32 Android 7 chấm luôn ha cây này em bắn cũng có 600 ha cây này màu đen nha nó xài được hai sim 4g có hồng ngoại luôn sạc đuôi tc luôn cây này full chức năng riêng nguyên cây luôn màn hình riêng main riêng luôn đã lắm nha máy móc ok luôn ha nó dễ bỏ túi gọn hơn luôn đi ruộng đi đồng này kia có hồng ngoại luôn ha nó có, có, có sạc nuôi taxi xài được hai sim 4g luôn 472 nhân 600 k nhân rồi cây 473 ha cây cái này cây cái Oppo A3s nha ram 2 bộ nhớ 16 Android nó 8 chấm nha cây này camera kép nè pin cũng tốt lắm máy móc ok xài được hai sim 4g luôn ha cây này em bán 600 nhân 600k mã số là 473 nha nó màu đen ha đó, màn hình này tay thỏ luôn full chức năng nha à, full chức năng không lỗi gì hết luôn tải sẵn ứng dụng luôn có ứng dụng không quảng cáo luôn nha ok luôn ha à. rồi mã số là 473 nha 600 k nha rồi cây 480 ha cây Apple A5 Apple A5 Ủa cây này Apple A5 hay là F5 ta bên cái em thôi lợi cái rồi cây này là cây Apple A3S nha em in lộn A5 ha cây này 53 nha bộ nhớ 64 nha đó, Android nó 8 chấm luôn Cây này camera kép luôn ha Đó, em bán 700 nha Xài được 2 sim 4G luôn Máy móc ok, full chức năng luôn Màn hình hơi lót nhẹ một tí ha Đó, cây này mã số là 480 nha Đó, máy móc đẹp không Màn hình gọi là tay thỏ luôn nha Nó bị lót miếng chí nị ha Không ảnh hưởng gì máy nha Ủa nhìn không biết luôn Ngay chỗ này một miếng chí nị trắng trắng nè Không ảnh hưởng gì máy ha rồi cây này em bán giá rẻ bèo ha, có 700k ha, RAM 3 luôn, mẫu nhớ 64 luôn. Đó, 700k xài được 2 sim 4G luôn ha, màu đỏ ha. Mã số là 480 nhân 700k nha. Rồi cây 482 ha, cây này Redmi Note 5 luôn, RAM 3, bộ nhớ 32, Android 9 chấm. Cây này uh, RAM 3 luôn mà em bán 750 nha, có xài được 2 sim 4G, camera kép luôn, có hồng ngoại luôn nha. Đó, cây này chơi được tất cả loại game luôn nha, mã số là 482 nha. Đó, mã số 482 nè, máy móc ok, full chức năng, tải sẵn dụng luôn, pin thì tốt, wifi đầy đủ nha. Rồi cây này thì nhỏ thôi, cũ qua năm tháng thôi, không ảnh hưởng gì máy, rất là mạnh ha. Mã số là 482 nha, 750 xài được hai sim 4G luôn ha. Rồi cây màu vàng nè, 483. Cây này cũng là Redmi Note 5 luôn, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó là 9 chấm. Cây này em bán cũng có 750 luôn, xài được hai sim 4G có hồng ngoại luôn nha, camera kép luôn màn hình màn hình máy móc ok full ha tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn nó tải sẵn ứng dụng không quảng cáo luôn wifi này kia test ok toàn bộ hơn pin thì tốt lắm chơi được game luôn nha mã số là 483 nha rưỡi nha rồi cây 484 nha cây này ra là cây này iPhone 6G nha 16G cây này quốc tế luôn full chức năng luôn không lỗi gì hết găng tay có luôn không uh, máy móc sạch sẽ luôn ha bỏ xài được sim 4G luôn nha đó em bán 800 luôn mã số là 484 nha. Đó iPhone 6G ha. cây này hồi đó mà cầm 10 15 16 cũ đi mua cũ mà không ra luôn. Rồi à, tải sẵn ứng dụng cho con luôn nè. Đó, ứng dụng em tải sẵn hết trơn luôn ha. À, ai muốn tải thì nhập cái tài khoản vô rồi tải ha. Nhập cái tài khoản ở uh, Store thì tải ha. Đây, nhập cái tài khoản ngay Store nữa ha, ngay chỗ này ha. Đó, rồi tải ứng dụng về ha, găng tay có nha, còn găng tay luôn nha. Rồi quốc tế luôn nha à, 800k mã số là 484 nha Rồi cái 485 ha Cây này cái iPhone 6G 16GB luôn Cũng quốc tế luôn à, Full chức năng luôn giống như vậy luôn Đó, Em bán cũng 800k luôn Xài được sim 4G luôn Mã số là 485 ha Em có hai cây ha Máy móc ok luôn Găng tay còn luôn nha à, Tại sản ứng dụng luôn Pin thì tốt lắm Máy móc ok luôn ha rồi cây này em bán cũng có 800 ha, mã số là 485 nha, Rồi 490 ha Cây iPhone 6 Plus 64GB luôn Quốc tế mất vân tay Cây này em bán 900 nha Đó, 6 Plus luôn em bán có 900k Xài được sim 4G bình thường ha Mã số là 490 nha Máy quốc tế luôn xài sim gì cũng được nha Đó máy móc ok luôn Full chức năng ha Tại sẵn ứng dụng một nùi luôn Ai xài được xài ha Còn không gắn ứng dụng gắn tài khoản vô tải ha Rồi cây này em bán 900 nha, mã số là 490 nha, xài được sim 4G ha. Đây mã số là 430 nha, cây này cây Mobi Tab học online tốt, Android nó 6 chấm luôn. Đó, cây này xài được hai sim 4G luôn, em bán có 300 luôn, không nứt, không bể, không gì hết luôn. Đó. Ở đây nứt miếng ha. À, máy này nứt miếng nha, nhưng mà em bán có 350 ha. Bỏ được hai sim nghe gọi cũng tốt nó pin thì tốt lắm nha. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho con luôn rồi. wifi này kia đầy đủ ha. Rồi cây này em bán có 300 mã số là 430 nha. Bên em bán thì có cọc nha. Ai mua thì cọc em cạc tùy theo á 50 hay 100 vậy đó. Cộng trăm bao ship nha. Chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha. Mã số là 340 nha, 300k. Hai nha. Rồi cây 434 nha. Cây kia Lenovo A600 nha. Cây học online tốt Android 5 0 luôn cũng xài được hai sim 4G luôn ha. À, em bán cũng có 350 thôi. 350 nha. Mã số là 434 nha. Ai mua thì cọc qua nha. À, chạy ra tập quá mua cái cặp thì theo đó. sau đó điện lại cho em ha. đọc cái mã cạc đọc địa chỉ đọc tên em ghi lại em ship cho ha tiền cọc em sẽ trừ ra nha nó ba trăm em sẽ trừ ra mà cộng trăm em sẽ bao ship nha rồi tải sẵn ứng dụng cho con luôn ha nó ứng dụng tải sẵn luôn có ba trăm gửi mã số là bốn ba bốn nha rồi cái bốn ba bảy nè cây này cây uh, s 11 plus ram hai bộ nhớ mười sáu android nó sáu chấm vỏ hơi xấu nhưng cây máy này hơi mạnh nha được cũng được nha nó pin thì cũng trâu lắm xài được hai sim 4 g luôn em bán có 400 trăm nha mã số là 437 ba bảy bốn trăm bây giờ mà đi một vòng uh, mua lặt vặt thì cũng hết mua cây này về bỏ sim hai sim nghe gọi tới lui cũng vui nữa ha rồi cây này màn hình rin men rin hết luôn ha máy móc ok tại sẵn ứng dụng cho con luôn nè ứng dụng những những cái ứng dụng này chơi được hết ha Vì bấm vô cái chơi cũng lợi nữa rồi 400k xài được 2 sim 4G nha, mã số là 437 nha. Rồi cây 448 nè, cây Galaxy Z600 nha, màu vàng ha. RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm, Android 8 chấm luôn nha. Nay em sổ vô con luôn, em bán sụp sàn luôn, em bán có 700. Đó, 700k găng tay một chạm. À, xài được 2 sim 4G luôn, Z6 ha. em bán có 700 mà, mã số là 448 nha. Đó à, máy móc ok luôn ha, full chức năng nha, không lỗi gì hết nha, tại sẵn ứng dụng luôn ha. Đó, à, tại sẵn ứng dụng cho con pin thì tốt lắm. Cây này cũng gọn nhỏ ha. Mà vừa xài mà RAM 3 cũng dễ ha. Có 700k ha. Mã số là 448 nha. Rồi cây 449 nè, cây cây Redmi Note 5, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm. Cây này camera kép, găng tay một chạm có hồng ngoại, xài được hai sim 4G, chuyên về chơi game ha, rất là mạnh ha nó chơi được tất cả loại game nha đó em bán có 700 mà mã số là 449 nha à, đứa nào mà học sinh hay gì đó mà mình hứa cho nó mua cho nó chơi game hay gì hay lụm mấy những cây mi này ha nó nó mạnh nha có 700k cho chơi game ha à, mã số là 449 nha Đây, em tải sẵn ứng dụng cho con luôn ha máy móc ok luôn ha rất là mạnh nha rồi mã số là 449 nha 700k ha Rồi cây 453 ha. iPhone 6G 16G nha, cây này quốc tế. À, quốc tế có nghĩa là sim nào của 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 đất nước trên trái đất này đều xài được nha, gọi là quốc tế nha. Cây này bị mất vân tay mà quốc tế màn hình riêng Đó, pin thì tốt lắm, bỏ ha, sim 4G nghe gọi ok luôn ha. Nó xài được sim 4G luôn. Nó iPhone nó là à, iPhone 6G nó xài tới 6G luôn á chứ không phải là 4G không. Nó màn hình riêng luôn á. Đó, cây này em bán có 750 à. Chơi được game luôn nha. Máy móc ok luôn ha. Mã số là 453 nha, 750 nha. Máy móc ok sạch nha. Rồi mã số là 4 454 uh, ha. Cây này Galaxy M20 nha. M20 này mà rất là pin trâu lắm ha. Sạc một đôi tai xài được 2 SIM 4G có găng tay camera kép luôn ha. Pin thì nặng lắm, cây này nặng lắm. Đó, máy móc ok luôn ha, màn hình này giọt nước luôn. Tải sẵn ứng dụng cho con nó tải ứng dụng không quảng cáo luôn. Rồi cây này em bán có 750 000 nhanh ta chốt cây này liền ha, có 750 000 rồi nha. Mã số là 454 nha, cây này pin trâu nha. Rồi mã số là 457 ha, cây Galaxy Z7 Pro ha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm. Máy này cũng đẹp tương đối ok luôn ha. Đó, xài được hai sim 4G luôn. À, màn hình deep web OLED luôn không Đó, à, cực kỳ đã luôn ha. Tại sẵn ứng dụng cho con là không nứt không bể không gì hết luôn. Full chức năng nha. Không lỗi gì hết luôn. 900k mã số là 457 nha. Em có cây Mi Mix 2 ha. Mi Mix 2 này găng tay một chạm nữa, nè ha. Đó, cây này có uh... Ủa cây Mix 2 không có hồng ngoại ha. Cây này xài được hai sim nha. Lưng nó uh, bằng bằng bằng, bằng gớm nha cái lưng này bằng gốm nè, sườn thì tróc qua năm tháng nha. Đó. còn ai muốn đẹp thì lấy nước sơn sơn lại ha. cây này sạc đuôi tay xài được hai sim 4G luôn ha. Màn hình cũng đẹp ha, máy móc ok full chức năng nha. Đó, cây này full hết luôn ha, chức năng ha. Đó, anh tải sẵn ứng dụng cho con luôn nè, ứng dụng em đầy đủ ha. Xài được hai sim, pin cũng tốt lắm ha. cây này có tải ứng dụng không quảng cáo luôn. Đặc biệt nha, RAM 6 nha. Cây này RAM 6 bộ nhớ 64 mà anh nó 9 chấm ha. Cũng đẹp ha. Em bán giá 1 triệu rưỡi nha, 1 triệu rưỡi nha. Mã số là 459 nha, 459 ha. Cây 403 ha. Cây này cây Apple A71K ha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm ha. Đó, cây này em bán có 500 mà xài được 2 SIM 4G luôn ha. Android 7 chấm luôn. Đó, máy móc ok luôn ha. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn, máy móc ok luôn ha. Đó, màn hình không nứt, không bể, không gì hết luôn. Quá đã luôn ha. Rồi có 550. Đó, 500 nha. Cái này 500 nha, Android 7 chấm luôn. Mã số là 403 nha, 500k ha. Xài được hai sim 4G luôn nha. Rồi mã số là 405 ha. Cái này cây Galaxy Z5 2016 nha. Đó, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm nha. Cây này cũng xài được hai sim 4G WinR luôn nha. Đó, em bán có 500k. À mã số là 405 nha, 405. Cây này cũng riêng nguyên cây luôn, màn hình rin men rin rin luôn ha. Đó, tải sẵn ứng dụng cho con luôn à. Đó, ứng dụng tại sẵn luôn, màn hình thì tốt, pin thì tốt lắm ha. Rồi cây này em bán 500 ha, mã số là 405 nha. Rồi cây 407 ha. Cây này cây Vivo 172 ta 24 nha, nó hơi ám nhẹ ha. Đó, cây này RAM 3, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm, 8 chấm luôn ha ram 3 nha, cây này mạnh lắm. Cây này không nứt, không bể, không gì hết, màn hình hơi ám nhẹ, được cái màn hình zin main zin hết luôn ha. Để em bán giá 600 ha. Cây này xài cũng được 2 sim 4G luôn nha. Đó, mã số là 407 nha. 407 có 600k ram 3 luôn nha. Đó, máy móc ok ha, màn hình hơi ám nhẹ ha, không ảnh hưởng gì máy nha. Đó, mà điện thoại này em tải sẵn ứng dụng hết luôn, máy móc ok full. Màn hình không nứt, không bể, không gì hết luôn nha. Rồi, cây này mã số là 407 nha. Đó, 600k ha. Rồi cây 408 ha, Galaxy Z700 nha. Đó, RAM 2, bộ nhớ 16, Android 6. Cây này cũng riêng nguyên cây luôn. Đó, máy móc riêng hết, pin riêng, mét đó, green, màn hình riêng hết toàn bộ luôn nha. Đó, riêng hết luôn, màn hình riêng hết, tải sẵn ứng dụng luôn, pin rời luôn, xài được 2 sim 4G luôn nha. Đó, em bán có 600k, ha. mã số là 408 nha. <laughs> Rồi cây 409 ha, Cây này Galaxy S6 nha Nó RAM 3, bộ nhớ 32 Android nó 6 chấm Màn hình này Super AMOLED luôn Màn hình Super AMOLED luôn nha Đó, Nó bị chốc thủy tí nị không ảnh hưởng mấy ha Nó có hồng ngoại luôn nha Đo nhịp tim luôn, có sạc không dây luôn nha Đó, Cây này em bán giá 750 nha Đó, Chưa đủ tiền cái màn hình nữa Chưa đủ tiền cái sạc không dây nữa đó, Mã số là 409 nha, có 750 nha Hồi đó cầm mười mấy cũ Máy móc ok luôn ha, màn hình đẹp luôn nha, tải sẵn ứng dụng cho con luôn, ứng dụng tải sẵn hết trơn luôn ha. À. Máy móc ok luôn ha. Rồi cây này em bán 750.000 nha, mã số là 409 nhân 750.000 ha. Nắp sau nó hơi nứt ha, không ảnh hưởng gì mấy Rồi mã số là 411 ha, cây Apple F3 nha, cây này phiên bản cao cấp nha, RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 6 chấm ha. Đó, cây này em bán cũng có 750.000 rồi, RAM 4 luôn, xài được 2 sim 4G luôn nha đó cây này máy móc ok luôn em pin cũng tốt lắm nó của đồng bồ luôn ha em bán có bảy trăm rưỡi mà số là 411 nha nó máy móc là full chức năng ha tại sẵn dụng cho con luôn ha màn hình không nước không gì hết có bị chỗ này miếng tí nị không ảnh hưởng gì mấy ha găng tay trên nút thơm ha rồi cây này em bán bảy trăm rưỡi mà số là 411 nha rồi cây 412 ha cây này Galaxy Z800 nha đó, cây này camera kép mà găng tay một chạm nè, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 10 chấm Xài được 2 sim 4G luôn ha. Đó, máy nặng kịch pin nó trâu lắm. À, cây này em bán 800 nha, 800k ha, mã số là 412 nha. Đó, cây này G8 luôn, máy móc ok full ha, camera trước sau ok luôn, test hết rồi. Đó, tại sẵn dụng cho con luôn pin thì tốt lắm, xài được 2 sim 4G luôn. Ha. Đó, 800k ha, mã số là 412 nha. Rồi, cây 413 ha Cây này cây Oppo F5 nha RAM 4, bộ nhớ 32 Android nó 7.0 nha RAM 4 nha Cây này em bán 800 nha Xài được 2 SIM 4G Găng tay đẹp quá ha Rồi, Máy móc full chức năng luôn ha Đó, em tải sẵn ứng dụng luôn ứng dụng em tải sẵn hết Pin thì tốt lắm Xài được 2 SIM 4G luôn Máy cũng còn ok đúng không Rồi, cây này em bán giá 800 nha mã số là 413 nha Vỏ cũng còn mới quá ha Máy móc ok luôn nha RAM 4 nha rồi 414 ha. Cái Redmi Note 5 RAM 4 bộ nhớ 64 Android 9 chấm. Cái Redmi Note 5 này là phiên bản cao cấp ha, RAM 4 64 ha. Đó, em bán 850 luôn. Camera kép này găng tay một chạm có hồng ngoại nè xài được hai sim 4G ha. Đó, em bán có 850 rồi. chơi được tất cả loại game luôn, mạnh lắm nha. 414 ha. Đó, em tải sẵn ứng dụng luôn. Máy móc em tải sẵn dụng pin thì tốt lắm. Chơi được game hơn máy móc ok luôn ở trước có camera kép luôn nha rồi cây mã số là 414 hơn 800 rưỡi nha rồi cây 417 ha. cây này Kimi cây A1 nha RAM 4 nha. bộ nhớ 64 nha. Android 9 chấm cây này găng tay một chạm camera kép ha. có hồng ngoại xài được 2 sim 4G luôn ha sạc một đuôi TC luôn nó cây này mạnh lắm Đó, em bán có 900 ha 900k mã số là 417 nha 417 nha cây này mạnh lắm nha máy móc ok hơn tại sẵn ứng dụng cho con luôn ha đó. rồi cây này em bán là 900 nha mã số là 417 nha 900k ha rồi cây này mã số là 419 nha Galaxy A50 nha Galaxy A50 luôn RAM 4 bộ nhớ 64 được Android nó 11 chấm luôn ba camera luôn ha sạc đuôi tay si, xài được 2 sim 4G luôn mà màn hình đẹp luôn ha đó mà giọt nước luôn đó, cây này em bán giá 1 triệu 3 nha triệu 3, ha, mã số là 419 nha Cây này hồi trước bán tới 1 triệu mấy, 2 triệu Giờ bán có 1 triệu 3 Rất là mạnh nha, máy móc ok, tải sẵn dụng luôn ha Máy mạnh lắm Xài được 2 sim 4G luôn, rất là đã luôn, sành điệu, ha Giá 1 triệu 3 nha, mã số là 419 nha Rồi cây 420 ha, cây này cây Smart Acti 3 nha RAM 6, bộ nhớ 64 bốn Android nó 10 chấm ha. Cây này RAM 6 nha, pin thì trâu lắm, sạc đu tay si, ba camera luôn ha, găng tay một chạm luôn. Đó, cây này em bán giá 1 triệu 6 nha, cây này có camera trước thuộc lò luôn nha. Đó, máy móc ok, full chức năng luôn ha. Đó, RAM 6 luôn chạy rê lắm nha, chơi tất cả loại game luôn nha. Mạnh lắm. Rồi cây này camera trước thuộc lò luôn ha, giá 1 triệu 6 nha, mã số là 4, 420 nha. Rồi 421 luôn cũng là VMAX Activa nha. RAM 6 bộ nhớ 64 luôn Android 10 đó ha. 3 camera luôn găng tay một chạm ha. Đó cây camera trước thuộc lò luôn ha. Sạc đuôi TC xài được 2 sim 4G luôn. Em bán giá 1 triệu 6 nha. Mã số là 421 nha. Đó, máy móc ok full luôn, màn hình rất là đẹp nha. Máy móc ok luôn ha. Cây này mạnh lắm, pin thì tốt lắm, xài rất là đã luôn. Cây camera trước thuộc lò luôn. Giá 1 triệu 6 ha. Mã số là 421 nha. Rồi cây 362 Cây này cây ZTEC B15 ha Cây này RAM 2 bộ nhớ 16 Android nó 9 chấm nha Đó, Cây này găng tay một chạm luôn ha Camera kép luôn Pin thì tốt lắm nha Bỏ được hai sim 4G luôn ha Đó, Em bán giá có 400 400k mở số là 362 nha Cây này màn hình cũng rin man rin rin hết máy luôn Pin thì tốt lắm nha Máy móc ok full chức năng luôn Đó, Em tải sẵn ứng dụng cho con luôn ha Máy móc ok luôn 362 nha 400k 400k nha rồi cây 364 ha. Cây nô 3 nha, nô 3. Cây RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 9 chấm. Cây nô 3 thường thường em cũng bán giá này ha, 500k ha. Android 9 chấm luôn. Mã số là 364 nha. Nó chọc sim ở đây ha. Màn hình cây này riêng nguyên cây full chức năng luôn ha. Đó, màn hình riêng men riêng riêng hết luôn. Đó, tải sẵn ứng dụng cho con luôn, ứng dụng em tải sẵn hết trơn nữa ha. Đó, đầy đủ ha. Máy cũng còn ok lắm ha. Rồi cây này em bán giá là 500k ha, mã số là 364 nha, xài được hai sim 4G luôn nha. Rồi 366 nè. Cái Redmi 6A nha, đó, cái dòng của Mi ha. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 8 chấm, cây này mạnh lắm nha. Đó, dòng RAM 2 bộ nhớ 16 nó mạnh lắm của Mi á, 550 nha, mã số là 366 nha, cây này xài cũng được hai sim 4G nha. Đó, cây này thì thì mạnh máy móc ok full green luôn full chức năng luôn không lỗi gì hết luôn ha đó máy móc ok luôn tải sẵn ứng dụng luôn đó màn hình cũng còn đẹp ha đó, cây này em bán giá là 500 trăm rưỡi nhưng mã số là 366 nha rồi cây 370 nè cây này cây Galaxy Z600 nha đó, gam 3 bộ nhớ 32 Android nó 10 chấm nha đó cây này em bán 650 trăm rưỡi xài được hai sim 4 g luôn ha găng tay cho nằm đây luôn ha găng tay luôn pin thì tốt lắm đó, cây này em bán 650 thì mã số là 370 nha. 650 nha. Đó, máy này em full chức năng nha, em tải sẵn ứng dụng cho con luôn, ứng dụng em tải sẵn luôn. Máy cũng chạy cũng ok lắm ha. Đó, cây này được cái màn hình rin hơi ám nha, em bán 650 nha. Đó, màn hình rin luôn, hơi ám nha. Đó, 650 nhưng mã số là 370 nha, 650 ha. Rồi cây 373 Cây này cây Galaxy Note 4 nha RAM 3, bộ nhớ 32 Android nó 6 chấm ha Cây này em bán 700 nha mã số là 373 nha à, Có đo nhập tim nè, có hồng ngoại nha Xài được sim 4G ha à, Màn hình thì Super AMOLED có khi viết luôn nha Màn hình thì Super AMOLED luôn nha Đó, Riêng nguyên cây luôn, riêng luôn nha Màn hình này không có hàng nốt là không có hàng lô nha Trừ khi cái máy lô luôn Còn máy mà mà xịn đó là Cái màn hình là không bao giờ có lô nha đó, cây này cái ếch với cái nốt nha, không bao giờ có lô. Rồi cây này mã số là 373 nha, 700k ha, màn hình Super AMOLED luôn á, có bán có 700k ha, RAM 3 luôn nha. Rồi mã số là 375 ha. Cây Galaxy Z600 nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm luôn. Đó, cây này pin trâu lắm, pin ok lắm, găng tay một chạm của thằng Sam luôn ha. Nên em bán 750 nha, 750 mã số là 375 nha. Đó, gam 3 cũng nhớ 32 bán có 750 rồi. Cái gì 6 luôn á, máy móc ok luôn ha, full chức năng ha. Đó, full chức năng, năng luôn tải sẵn ứng dụng cho con luôn ha. Wi-Fi này kia đầy đủ ha, pin thì tốt lắm. Rồi 750 nha, mã số là 375 nha. Rồi 376 ha, cây này Galaxy Z600 luôn, RAM 3 bộ nhớ 32 Android 8 chấm ha. Cây này có găng tay một chạm ha, full chức năng xài được hai SIM 4G luôn ha. Đây em bán 750 nha, mã số là 376 nha nó xài được hai sim 4g bình thường luôn máy móc ok full chức năng luôn ha nó tải sẵn ứng dụng cho con luôn full rồi cây này không lỗi gì hết nha mã số là 376 nha 750 nha rồi mã số là 377 ha cây này cái Redmi Note uh, Redmi 5 Plus RAM 3 bộ nhớ 32 Android nó 8 chấm găng tay một chạm có hồng ngoại nha xài được hai sim 4g luôn đó, gam bao nhớ 32 luôn cây này mạnh lắm nha em bán có 750 rưỡi đó, mã số là 377 nha, 377 nha, 750 nha. Đó, máy này máy móc ok full chức năng ha. Đó, tải sẵn ứng dụng cho con luôn, full chức năng luôn. Đó, máy móc ok luôn ha. Đó, về gạt wifi bỏ sim nghe gọi không cũng đã nữa ha, RAM 3 mà cực kỳ mạnh luôn ha. Đó, 750 mã số là 377 nha, xài được hai sim 4G ha. Rồi mã số là 378 ha. Galaxy Z6 Plus nha, Z6 Plus màu đen ha. RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 10 chấm ha. Cây này em cũng bán đồng giá luôn, có 750 thôi. Lết không lết gì cũng có 750 rưỡi Mã số là 378 nha, 378 nha, xài được 2 sim 4G, camera kép ha. Vỏ thì cũ qua 5 tháng thôi. Đó. Cây này găng tay trên nút nút nút, nút nguồn ha. Đó, vỏ thì cũ qua 5 tháng mà hình thì còn đẹp ha. full chức năng luôn nha, tải sẵn ứng dụng cho con luôn ha. Đó. Máy mô ok luôn ha. Rồi cây này em bán 750 nha, mã số là 378 nha. Rồi mã số là 380, 380 nha, cái Redmi Note 5 RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm nha. Đó, em bán có 750 nha, chơi được tất cả các loại game luôn nha. À, găng tay một chạm camera kép có hồng ngoại nha, cây mạnh lắm. Đó, 750 thôi chơi tất cả loại game nè ha. Cho mấy đứa mà khoảng giờ khoảng lớp 3, lớp 4, lớp 5 gì đó là nó mê game rồi. Yeah, game mạnh mạnh như Liên Quân Wi-Fi bị up ha thì có thể là tải được ha mã số là 380 ha 380 là 750 ha Đó, máy móc ok full ha Đó, cỡ này trở lên là 700 750 trở lên mới chơi game được nha dưới dưới rồi chơi yếu lắm chơi không được ha không đã ha rồi mã số là 380 xài được hai sim 4G luôn nha rồi cây 383 ha cây Redmi 5 cái Redmi 5 găng tay một chạm có hồng ngoại ha. Xài được 2 sim 4G, RAM 3, bộ nhớ 32, ảnh rồi nó 8 chấm nha. Nó, cây này em bán 800 nha. Cây này mạnh lắm. Đó, mã số là 383 nha. Chơi tất cả các loại game liên quân Wi-Fi luôn nha. Nó mạnh lắm nha. Máy móc ok luôn ha. Tại sẵn ứng dụng luôn nè. Tụi nó máy nó cây máy cái mi này mạnh cực kỳ luôn ha. Nó, mã số là 383 nha. 800k ha. Rồi mã số là 384 ha, cây Galaxy Z7 Pro màu đen nha. RAM 3, bộ nhớ 32 Android nó 8 chấm. Đó, cây Z7 Pro màu đen luôn. Đó, em bán 900 ha. Cái này có xài được hai sim một thể nhớ luôn nha. Đó, màn hình thì đẹp nha. Đó, được cái màn hình riêng luôn, cây này riêng luôn nha. Đó, em bán giá 900 ha, mã số là 384 nha. Đó, cây này màn hình riêng luôn, nó hơi chạy nhẹ nha cây này uh, máy móc ok full chức năng tải sẵn dụng cho con luôn ha găng tay trên nút hôm luôn nha đó, màn hình không nứt không bể không gì hết chỉ chày nhẹ thôi nha đó, lắc lắc mà giờ cho coi ha rồi cây này em bán 900 nha mã số là 384 nha rồi cây 385 cây này cây uh, mi 5x nha mi 5x nha ram 4 bộ nhớ 64 Android nó 7 chấm có găng tay một chạm là có hồng ngoại xài được hai sim 4 g luôn sạc đôi đôi luôn cây này ghê gớm lắm đó em bán 900 nha 900 k ha mà số là 385 nha cây này ram 4, 4, 4 mới bán giá này nha thì cây này cũng mạnh cực kỳ đúng không chơi tất cả loại game luôn nha wifi fi v -up luôn nha mạnh lắm đó nha đó em tải sẵn ứng dụng cho con luôn ứng dụng tải sẵn hết luôn cây này riêng nguyên cây full chức năng luôn nha đó rồi 900 k ha mã số là 385 nha Rồi cái 387 ha. Cái này cây Mi A2 nha. Đó, RAM 4 bộ nhớ 64, Android nó 10 chấm, camera kép nè, găng tay một chạm có hồng ngoại nè, xài được 2 SIM 4G, sạc đuôi tai si. Đó, cây này thì RAM 464 luôn nha, em bán 900 nha. 900k chơi được tất cả loại game rất là mạnh luôn, mã số là 387 nha. Đó, 387 luôn. Cái ngón tay trái vuốt không đủ không đủ rồi em cài đặt là không con vuốt luôn mở lên là ra lên luôn khỏi vuốt rồi máy móc ok full chức năng cây này màn hình riêng men riêng riêng hết luôn ha đó tải sẵn ứng dụng cho con luôn ha nó à, máy móc ok full chức năng ha rồi cây này em bán giá là 900 trăm mã số là 387 tám máy móc ok rất là mạnh nha chơi tất cả loại game luôn nha màn hình riêng luôn rồi cây này mã số là 389 tám cây này Galaxy A30s nha đó A30s nay em bán rẻ bèo có 1 triệu ba RAM 4 bộ nhớ 64 Android 11 chấm camera kép ha, 4, camera luôn nha nó sạc đuổi taxi, xài được hai sim 4g luôn màn hình giọt nước luôn nó cây này giờ em sổ luôn em bán rẻ bèo luôn cho bà con luôn có 1 triệu 3 hả có 1 triệu 3 full chức năng ha. tải sẵn ứng dụng luôn nè ứng dụng em tải sẵn hết trơn luôn ha rồi giá 1 triệu 3 nha mã số là 389 nha có 1 triệu ba ha xài được hai sim 4G sạc không đuôi luôn rồi mã số là 336 nha Galaxy Z500 nha cây này học online tốt Android nó 6 chấm xài được hai sim 4G luôn cây này xài bền cực kỳ luôn ha màn hình riêng nó chắc nịch giỏ nó hư cỡ nào hư luôn cái màn hình không không hư rất là bền ha cây này em bán 500 nha mã số là 336 nha xài được hai sim 4G luôn nha nó bền lắm màn hình riêng nó bền cực kỳ luôn màn hình này mà em lấy cái búa gõ 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 vô một con bể luôn tại vì có nhiều cây nó bị hư màn hình nó tí đập cái màn hình này thử đập không bể luôn nó, nó tức nó bể ở trong luôn chứ ngoài nó không bể luôn ghê thì nó cứng dữ dằn rồi cây này 500 nha mã số là 336 nhân 500k ha. xài được hai sim 4g luôn ha rồi mã số là 338 nè em có cây no, no 5 nha no 5 ha đó, nô no năm pin trâu lắm xài được hai sim một thấy nhớ luôn nha chọt ở bên ngoài nè chọt chỗ này ha Đó, cây này ram hai bộ nhớ 16 sáu rồi nó chín chấm luôn cây này pin cũng ok lắm ha em bán có 500 trăm rồi nha bán rẻ cho bà con ha. gắng cố gắng rẻ có khi bán rẻ quá những cửa hàng khác nó lợi kiếm chuyện với em luôn nó điện thoại lợi nó chửi em luôn à, chửi em luôn hâm đầu bánh luôn đó, bán rẻ quá rồi phá giá gì đó mà kệ em bán rẻ cho bà con có cái xài ha rồi 500k nha Mã số là 338 x 500k nha Rồi cây 340 nha 340 là cây Redmi S2 Nó bị đớm một miếng RAM 3 bộ nhớ 32 Android nó 8 chấm Cây RAM 3 luôn ha Cây này chơi tất cả các loại game liên quân Wi-Fi với pin thì tốt lắm Xài được 2 sim 4G ha Có có găng tay một chạm camera kép Có có hồng ngoại luôn nha đó, cái này chơi được game luôn ha bị đớm không đứt không bể không bể nha bị đớm miếng tí này ở đây nè Ha con tí này. Cái đốm đó vài bữa nó hết luôn á. Rồi cây này em bán giá 650 rưỡi nha. Chứ thường thường em bán cây này 750 rưỡi Bị đốm miếng em bán 650 rưỡi nha. Mã số là 340 nha. Cây này để chừng từng lễ hoặc 10 bữa vậy nó sẽ hết đốm nữa nha. Máy móc ok full chức năng ha, tại sẵn dụng cho con luôn ha. Rồi, 650 rưỡi cái này ha, mã số là 340 nha. Rồi 341 ạ. Cây này cây Galaxy Z7 Prime nha. Nó cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm. Cây này RAM 3 luôn ha. xài được hai sim 4G luôn, chọt sim ngoài ha. Nó không nứt không bể không gì hết, full chức năng luôn. Em bán có 700 à. Mở số là 341 nha, 341 ha. Tại sẵn ứng dụng cho con luôn. Đó, máy móc tại sản ứng dụng vô con luôn ha. Rồi, cây này em bán giá là 700 nha, mở số là 341 nha, 700k ha. Rồi cây 344 Cái này cái Redmi Note 4 nha RAM 3, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm Đó, cái này RAM 4, RAM 3 nha Găng tay một chạm, có hồng ngoại nè Xài được hai sim 4G luôn ha Pin thì tốt lắm Nó RAM 3 luôn Em bán có 700, 700k nha Mã số là 344 nha Cây này mạnh lắm Sở hữu được 8 nhân, mỗi nhân 2 hép, Nó chạy rất là nhanh nha Tại sẵn ứng dụng cho con màn hình riêng luôn Máy móc ok riêng hết luôn ha Đó, pin thì cũng tốt lắm Xài được hai sim luôn rồi 700k cây này ha Mã số là 344 nha Rồi cây 345 Cây này cây Mi A2 à, Play RAM, uh, RAM 3 Bộ nhớ 32 Android nó 9 chấm Này camera kép nè Găng tay này một chạm luôn ha Găng tay một chạm là Mình cài găng tay xong mình chạm vô là tự động phục màn hình lên Chứ không cần bắt mở màn hình như vậy Để màn hình ngủ luôn Bấm giá là mở màn hình khóa vô trong luôn Gọi là một chạm ha Trước khi em nói như vậy mới bà con không hiểu camera kép nè, kép có nghĩa là hai cái ha. Có hồng ngoại, hồng ngoại có để là chỉnh được tivi, máy lạnh hay gì đó. Có một cái ứng dụng ở trong máy có sẵn ha, là mình bấm vô hiệu gì là cái thứ gì mình chỉnh được hết. Mình chỉnh được hết trong gia đình luôn ha. Từ cái đầu đĩa mà có cái remote hay là tivi hay là máy lạnh gì có chỉnh được hết luôn ha. Đi tới đâu mà chỉnh được tới đó hết luôn. Rồi cây này uh, mã số là 345 ha, em bán 750 nha. RAM 3 vẫn nhớ 32 rồi 9 chấm bán 750 nha. Mã số là 345 nha. <laughs> Máy móc ok luôn, màn hình đẹp luôn, kết kê luôn ha. Đó, à, đã luôn ha. Rồi mã số là 36, 346 ha, 346 cùng bộ ha. Cây uh, cây X900X ha. X9009 ha. Cây này RAM 4 nha, bộ nhớ 64 ngàn rồi nó 6 chấm. Cây này cũng bộ luôn, em bán 750 nha, mã số là 346 nha. Găng tay trên nút nút hôm ha. Đó, máy móc ok luôn, tải sẵn ứng dụng luôn, ha. ứng dụng em tải sẵn cho bà con luôn ha. Đó, máy móc ok luôn, tải sẵn ứng dụng pin thì tốt lắm, xài được 2 sim 4G luôn nha. Rồi cây này em bán 750 RAM 464 luôn nha, mã số là 346 nha. Bên em bán thì có cọc nha, ai mua thì cọc em cái cạc Viettel ở 50% nha cộng trăm bao ship nha Rồi mã số là 347 ha, cây cây Vivo 1718 nha, RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm. Em đọc nhanh quá không nghe rõ thì coi ở trên trên, trên trên miếng giấy này ha, em đọc thêm miếng giấy này chứ không đọc đâu hết chứ ha. Rồi cây này em bán 750 nha, mã số là 347 nha, găng tay một chạm ha, cây này xài được hai sim 4G pin thì tốt lắm nha. Đó, máy móc ok luôn ha. Em tải sẵn ứng dụng luôn nè, đó. đó. Cây này mạnh lắm, ram 4 64 nha. Đó cực kỳ pin thì tốt lắm, bỏ được hai sim nghe gọi ok luôn ha. Rồi buồn bùng tải nhẹ cái game cái gì chơi luôn ha. 750.000 nha mà số là 347 nha, ram 4 nha. 750.000 ha. Rồi cây 349 á. Cây này cây Galaxy J6 Plus nha. Đó camera kép luôn. Ram 3, bộ nhớ 32, Android nó 10 chấm. Xài được hai sim 4G luôn ha. cây này máy móc ok luôn ha. Cây này riêng luôn nha. Đó, màn hình main riêng riêng hết, full chức năng ha, tải sẵn con cá nó lội luôn nha Đó, Máy móc ok luôn ha RAM 3, bộ nhớ 32, xài được 2 SIM 4G, găng tay trên nút home à, trên nút nguồn Cây này em bán 800 nha, 800k ha, mã số là 349 nha Rồi mã số là 307 nè, cây này cây Z7 prime nha, nó hơi ám RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm ha Cây này em bán có 500 rưỡi rồi, xài được 2 SIM 4G luôn nha nó cây này RAM 3 mũi nhớ 32 luôn á. Cây này mã số là 307 nha. Đó, máy móc ok luôn không? Màn hình đẹp luôn ha. Cây này em đã sẵn dụng cho một con luôn à. Đó, pin cũng tốt lắm, xài được 2 SIM 4G luôn ha. Nó hơi ám nhẹ nha, nên em bán có rẻ bèo ha. Đó, có 550 rồi nha. 550 ha, mã số là 307 nha. Rồi cây 308 này cũng bị ám vỏ hơi xấu nha. Ram uh, Ram 3, bộ nhớ 32 nha. Cây này G7 Prime nha. Đó, cây này bị ám luôn, Android 8 chấm luôn, em bán cũng có 550 rồi, xài được 2 sim 4G luôn nha. Đó màn hình hơi ám nhẹ ha. Rồi cây này em bán 550 luôn ha. Máy móc ok, tải sẵn ứng dụng cho con luôn rồi. Ứng dụng em tải sẵn luôn đó, máy móc ok luôn, pin cũng tốt lắm. Máy cũng mạnh lắm, RAM 3, bộ nhớ 32 luôn ha. Rồi cây này em bán 550 nha, mã số là 308 nha. Rồi cây 310 ha. Cây này cây sáp R1 ha. Cây này RAM 3, bộ nhớ 32 nha, Android 7 chấm. RAM 3 luôn, có găng tay một chạm luôn ha. Xài được 2 SIM 4G luôn. Đó, em bán có 550 rồi RAM 3 luôn nha. Mã số là 310 ha, 3550 nha, 310. Đó, máy móc này kia riêng nguyên cây full chức năng không lỗi gì hết nha, tải sẵn ứng dụng luôn, pin thì tốt lắm. Nó xài được hai SIM luôn nha Đó, 310 nha 550 nha Bên em bán thì có cọc nha Ai mua thì cọc qua em ship nha Rồi mã số là 311 ha Cây này cây Galaxy Note 4 nha Galaxy Note 4 RAM 3 Bộ nhớ 32 Android 6.0 nha Cây này có đo nhập tim nè Có hồng ngoại nha Xài được hai SIM 4G luôn Đó, Máy móc OK full chức năng ha Quên lộn cây này xài được SIM 4G luôn ha Cây này xài có 1 SIM mà đó, màn hình này Super AMOLED nha Đó, em tải con cá nó lội nè ba cây này màn hình riêng men riêng hết luôn có cây viết luôn nha rồi cây này 500 trăm 50, rưỡi nhưng mã số là 311 nhân 500 trăm rưỡi nha Đó, bán có 500 trăm rưỡi thôi thôi có hồng ngoại luôn nha rồi 314 nè cây này cây Vivo i 55 a cây này ram 4 bộ nhớ 64 Android rồi nó ta 6 chấm luôn cây này em bán 600 sổ cho bà con luôn cây này có xài được hai sim 4 g luôn nha đó 600k mã số là 314 nha này ram 4 mũi nhớ xăm 4 ha máy móc ok full chức năng luôn ha Tại sẵn ứng dụng cho con luôn đó tại sẵn ứng dụng luôn máy móc ok luôn ha đây, cây này ram 4 nè ram 4 nè ha rồi máy móc cũng còn đẹp ha đó, cây này em bán 600 nha mã số là 314 ha rồi 316 ha. Cây này cây Redmi Note 5 nó bị đốm. RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm. Đó, thường cây này em bán tới 750 ha. Giờ bị đốm em bán 600 nha. Găng tay một chạm có hồng ngoại nha. Xài được 2 SIM 4G luôn ha. 600k mã số là 316 nha. Cây này thì riêng nguyên cây nó bị đốm có miếng ở góc ha. Đó, bị đốm miếng ở góc này nè, dưới góc này tí nỉ ha. Vài bữa nữa cái đốm nó hết nha. Cây này màn hình riêng men riêng, riêng, riêng hết toàn bộ luôn, rất là mạnh xài được chơi được tất cả các dụng wifi file lưu luôn, luôn ha chơi được game luôn nha đó nó mạnh lắm rồi cây này 600 ha mã số là 316 nha rồi 318 cây này cây iPhone 6G đó à, em dán lộn rồi cây này em lộn rồi rồi 318 ha cây này cây Nova 2i ha cây này bị ám ram 4 nha bộ nhớ 64 Android 8 chấm luôn Cây này có găng tay một chạm camera kép luôn ha Xài được hai sim 4G pin này trâu lắm Máy móc ok nó hơi ám nhẹ được cái màn hình riêng main riêng hết luôn Em bán 700 nha 700k xài được 2 sim 4G luôn Tải con cá loại đẹp kênh sợ bên luôn Đó máy móc ok full chức năng ha Đó màn hình cũng bự ha Máy móc ok luôn Rồi cây này em bán 700 nha Mã số là 318 nha rồi cây 319 ha, cây này cây Lenovo B2 nha, RAM 3, bộ nhớ 32 luôn nha cây là cây điện thoại chứ không phải táp nha nó bự tổ quần ái gì đó cây này uh, Android 6 chấm luôn cây này em bán 700 nha bỏ được sim nghe gọi ok luôn ha hai sim 4G luôn cây này mã số là 319 nha nó bự tổ quần ái luôn ha đó, cây này em tải sẵn ứng dụng cho con luôn máy móc ok ha full ha đó, cây này uh, bự tổ ái luôn cao okay kê này kêu ok luôn ha màn hình hơi ám nhẹ nha đó em bán 700 nha, 700k mã số là 319 nha, 700k ha. Xài được sim luôn, máy móc ok full luôn ha. Rồi mã số là 326 nha, Galaxy z uh, uh, 7 Pro ha. Đó RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm, xài được 2 sim 4G luôn ha. Đó máy móc ok full chức năng luôn nha, full chức năng ha. Đó Android 8 chấm luôn, em bán 900 nha, mã số là 326 nha, 900k ha. Đó, màn hình tải sẵn con cá loại đẹp ken ben luôn ha Đó, máy móc ok full luôn tải sẵn dụng luôn pin thì tốt lắm Đó, máy cũng còn ok lắm ha vào mua cái bao da gắn dùng cái nó đẹp ken ben luôn ha rồi 900k nha mã số là 326 nha rồi cái 327 nè cây Galaxy G7 Pro luôn ha em có hai cây cây này gam 3 bộ nhớ 32 Android 8 chấm xài được 2 sim 4G luôn ha đó, à, cây này em bán 900 luôn ha, 900k mã số là 327 nha. Đó, tải sẵn con cá loại Kenseben luôn ha, tải sẵn ứng dụng cho con luôn. Máy móc ok full toàn bộ luôn nha. Đó, à, full ha, full không lỗi gì hết luôn nha. 900k mã số là 327.